tỉnh lại đi. Tiểu tử, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi là thiếu niên thiên mệnh, sao có thể dễ dàng chết? Mau tỉnh dậy. Có phải ngươi thừa cơ hội lười biếng phải không? Ông là ai? Quá tốt rồi, cuối cùng ngươi đã tỉnh. Nhanh lên đi. Hơn 100 năm nay không có ai đánh cờ với ta. Mau đứng lên đánh với ta ván cờ. Mau. Đánh cờ? Mau qua đây. Hiếm khi có người đến. Tiểu tử, ngươi phải đánh hết ván cờ với ta rồi mới đi. Hả? Lão gia gia, không được không được. Con còn có việc, không thể đánh cờ cùng ông được. Con bị rơi xuống đây. Nếu như không nhanh chóng trở về, bằng hữu của con còn có sư phụ sẽ đau lòng lắm. Lo lắng một chút cũng không chết người đâu. Để họ lo lắng cũng tốt. Ngồi xuống. Đánh cờ. Ôi trời, lão gia gia, sao ông không nói đạo lý gì hết vậy? Ta không nói đạo lý như vậy. Làm sao hả? Không ai dạy ngươi kính lão ái ấu sao? Bây giờ ta là người già, ngươi phải tôn trọng ta. Nhưng mà mẹ con nói có người xấu trở nên già, sau đó sẽ là lão già xấu xa đó. Ê, bây giờ ta giống lão già xấu xa sao? Không giống chút nào. Có điều là không nói đạo lý. Bớt nói nhảm đi, đánh cờ với ta. Ồ. Hả? Lão gia gia này xem ra sao mà giống Phương Trượng đại sư vậy? Thật sự càng nhìn càng giống. Phương Trượng đại sư. Tóc của người dài ra từ khi nào vậy? Cho nên mới nói đám trẻ các ngươi không có tập trung gì cả. Đánh cờ thì lo đánh cờ đi, ngó đông ngó tây làm cái gì? Tại phim 4K. Phương Trượng đại sư, hóa ra là người sao? Không nói sớm hại con lo lắng. Ta không phải Chí Thiện Phương Trượng đại sư của các ngươi. Không phải, nhưng mà nhìn hai người rất là giống nhau. Tiểu bằng hữu, ta là Nhất Đăng. Ngươi bây giờ thật sự càng ngày càng không hiểu phép tắc. Nhất Đăng, cái tên này cảm thấy rất là quen luôn á. Một vị đại sư tên là Nhất Đăng ở đỉnh Bảo Tháp Xá Lợi, không thấy Xá Lợi Tử đâu nữa. Cái gì? Là người. Người bây giờ người là ma hay là người? Là người hay ma có quan trọng vậy không? Bây giờ có người làm người cũng không giống con người. Ngoan ngoãn đánh cờ đi. Được, đại sư. Đúng rồi, Xá Lợi Tử của người bị trộm rồi đó. Không sao, không sao hết. Mấy cái đó đều tầm thường. Tiểu tử, ngươi sắp thua rồi. Đại sư, là người sắp thua rồi mới đúng. Ê, làm sao có thể, sao có thể? Làm sao ta có thể thua một đứa trẻ chứ? Bởi vì người muốn đánh cái gì con đều biết hết. Bắt đầu từ giữa dáng, người đã thuận theo cờ của con mà đánh rồi. Đại sư, người nói người biết tính cờ. Không thể nào, không thể nào. Người chỉ là đứa trẻ, làm sao có thể biết tính cờ? Đánh cờ ngàn vạn biến quá, mỗi bước đi, bước sau làm sao đi, có trăm ngàn cách, làm sao người tính toán được? Đại sư, con không có gạt người. Tuy là lúc đầu có hơi khó tính toán, bởi vì nước đi mở đầu có rất là nhiều cách. Nhưng mà càng về sau, bàn cờ cứ càng ngày càng nhỏ, vị trí đánh cờ cũng càng ngày càng ít, cách đi mà con tính cũng càng ngày càng ít đi. Ta không tin, ta không tin. Cái này phải có trí nhớ siêu phàm, phải có lòng tin mạnh mẽ. Đừng tưởng ngươi là thiên mệnh thiếu niên thì ta tin tưởng ngươi. Bây giờ lời nói của danh sĩ càng ngày càng không đáng tin. Tiểu tử ngươi không được học theo bọn họ đó. Đại sư, thật sự con có thể tính. Trí nhớ của con là trời sinh đã có. Rốt cuộc con nói thế nào thì người mới chịu tin đây? Được. Nếu người nói trí nhớ người tốt, vậy hãy sắp cờ lại như ban đầu cho ta. Nếu như sai quân cờ nào, ngươi đừng hòng rời khỏi, vĩnh viễn ở đây đánh cờ với ta. Cũng đừng hòng trị bệnh cho cha của ngươi. Sau đó cả nhà đoàn tụ. Đại sư, sao người lại như vậy? Như thế nào, không được sao? Nếu như ngươi có thể khôi phục ván cờ này, ta sẽ đưa lại cho ngươi một thứ mà ngươi đang cần. Một thứ đang cần hả? Con không cần cái gì hết, con chỉ muốn sớm trở về. Nếu không, mọi người thật sự cho rằng con tiêu rồi thì sao? Khôi phục thì khôi phục, ai sợ ai chứ? Được, bắt đầu. Được. Nào nào. Không thể nào, không thể nào.
có thể khôi phục nhanh tới như vậy. Nhưng mà còn phải xem có giống như ban đầu hay không nữa. Đại sư, cái người biểu con làm con cũng đã hoàn thành rồi, có thể cho con trở về nhà chứ? Lợi hại, không hổ là thiên mệnh thiếu niên bị đạt ma lựa chọn. Ta phải thực hiện lời hứa của ta, tặng ngươi một món đồ. Hả? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Sao lại lấy từ trong tim của con ra? Tâm hạt sen là loại tâm tinh khiết và tốt nhất. Ngươi có trái tim trong sáng và tốt bụng, còn có chân tâm, chân tình, chân ý để gọi tâm hạt sen này Phương Thế Ngọc. Ta đem nó tặng cho ngươi để ngươi cứu cha ngươi. Hả? Tâm hạt sen? Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Tốt quá rồi. Đây, Phương Thế Ngọc, bây giờ ta còn phải dạy cho ngươi môn khinh công để ngươi trở lên đó. Lên đó hả? Wow, nếu như không có sợi dây thừng làm sao con lên đó được? Đương nhiên sử dụng khinh công thiếu lâm, ngốc thật. Khinh công trước đây ngươi học là bay thẳng, giống như chuồn chuồn điểm nước, đi trên nước vậy. Bây giờ khinh công ta dạy cho ngươi là nhất tông phi thiên, phù diêu trực thượng. Tiểu tử, ngươi nhìn cho rõ nghe. Nhìn kỹ phương hướng, tiểu tử, đừng có bay vòng quanh như con ruồi không đầu. Ồ, con biết rồi. Phương Thế Ngọc, không phải ta nói với ngươi rồi hay sao? Phải bình tâm điềm tĩnh, nhìn kỹ phương hướng. Con biết rồi. Rất tốt, rất tốt. Đa tạ đại sư đã truyền cho con nhất tông phi thiên. Rất tốt, rất tốt. Thiên mệnh thiếu niên, bên ngoài còn có khảo nghiệm khắc nghiệt hơn đang chờ ngươi. Đi. Hả? Nhất đăng đại sư à, người đâu rồi? Không phải là mơ đó chứ? Tâm hạt sen, không phải mơ, không phải mơ. Cha ta được cứu rồi, tốt quá đi. Nhất tông phi thiên. Bên dưới ẩm ướt quá, làm dơ hết quần áo luôn rồi. Thế Ngọc à, sao con lên được vậy? Con cũng không biết, hình như là nhất tông phi thiên. Nhất tông phi thiên? Nhất tông phi thiên không phải là khinh công đã thất truyền của chúng ta hay sao chứ? Phương trưởng à, làm sao Thế Ngọc biết được vậy? Xem ra Phương Thế Ngọc ở trong động đã có cuộc gặp gỡ lạ lùng. Lẽ nào ở dưới núi có bí kíp của nhất tông phi thiên? Trong tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật chính rơi xuống sẽ nhặt được bí kíp. Sớm biết như vậy thì ta đã xuống dưới đó rồi. Đại cước à, huynh nghĩ quá nhiều rồi. Cứ cho là huynh tự ở trên này rơi xuống, lại để người nhặt được bí kíp nhất tông phi thiên, huynh vẫn không thể nào bay lên được, bởi vì huynh quá mập đó. Nè huynh, chuyện này thật sự quá thần kỳ. Phương Thế Ngọc có thể trở về thật sự quá tốt. Thiệt là tốt quá, ta biết chắc chắn Thế Ngọc sẽ không sao mà. Lần này ngươi làm bọn ta lo chết đi được. Ta còn tưởng đâu rằng rơi xuống dưới đó là chết chắc rồi chứ. Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Thế Ngọc, để giờ mọi người đều khóc đó. Khất Nhi, đệ là một nam tử hán, sao động chút là khóc vậy? Thì đệ sợ huynh chết mà. Không không không. Không Khất Nhi, cái miệng quạ. Chào mừng đội trưởng quay lại.
cha nhất định phải sớm khỏe lại. Mẹ rất nhớ cha. Con sẽ sớm tìm ra gian tế, không để hắn làm hại người khác nữa. Phương Thế Ngọc có thể tìm được Tâm Liên, chứng tỏ có duyên với Phật, đứa trẻ tốt. Nhưng mà muốn để Tâm Liên nở hoa, đây không phải chuyện dễ dàng. Tâm Liên cần phải có chân tình, lương thiện, chân thành, những phẩm chất tốt đẹp trong nhân gian này mới có thể thúc đẩy nở hoa. Cố gắng lên, thiên mệnh thiếu niên. Ngươi là thiên mệnh thiếu niên. Ngươi là thiên mệnh thiếu niên. Ngươi đã luyện thành ma công, hãy để tay lên đầu của Khổng Hư. Đứa trẻ đó là... Hắn đã sử dụng yêu pháp gì? Và con rùa đó là bảo vật gì? Thứ đồ đó có lẽ là thần thú. Có lẽ Khổng Hư Tử luôn muốn giấu người để có được thần thú. Thần thú? Có nó rồi, có thể đối phó với thần thú canh giữ Bi Đạt mà. Thì ra là vậy. Khổng Hư Tử đã phản bội ta, hắn dám giở trò sau lưng ta. Thì ra hắn muốn có được thần thú. Khổng Hư Tử đã để lại một manh mối chữ phương. Không lẽ chữ phương này có liên quan tới thần thú? Trấn Tùng Dương có phải có họ Phương không? Và trong nhà họ có một thiếu niên mười mấy tuổi. Họ Phương? Đúng, có một nhà đứa con của chủ quán trà tên là Phương Thế Ngọc. Thì ra là như vậy. Mẫu tử thần bí ngày đó chính là mẹ con của Phương Thế Ngọc. Quả nhiên bọn họ có liên quan đến Phi Phong Hiệp. Phương Thúy Hoa, Phương Thế Ngọc này làm hỏng đại sự của ta, cần phải loại trừ. Mau chóng đi bắt Thúy Hoa, thủ tiêu Phương Thế Ngọc. Dạ. Khoan đã, bên mình Phương Thế Ngọc có một con rùa, bằng mọi giá phải bắt được con rùa. Con rùa? Dạ. Thiên mệnh thiếu niên. Bây giờ ngươi không còn tác dụng đối với ta nữa. Hay là chi bằng ta biến ngươi giống như sư huynh của ngươi, ta còn có thể sử dụng nó. Ta muốn tạo ra một tên ma binh bất khả chiến bại, xưng bá thiên hạ. Cái này ba tiện trà Phương Ký, ông cứ coi thoải mái đi. Hả? Các huynh đệ, hôm nay nhất định phải bắt sống được Phương Thiếu Hoa. Dạ. Có chuyện gì vậy? Không biết nữa, hình như là đến tìm Thiếu Hoa. Lão đại, đã tìm khắp quán trà rồi, không thấy Thúy Hoa đâu hết. Cái gì? Lẽ nào đã chạy trốn? Các ngươi ai cho ta biết tung tích của Phương Thúy Hoa? Đỉnh bạc này sẽ là của người đó. Ê, ta biết nè. Phương Thúy Hoa đi đám tang rồi, mấy bữa nữa mới trở về. Đám tang hả? Ê, đi. Chuyện này, có chuyện gì vậy? À, chuyện này Dư Đại Phu à, cuối cùng họ bị sao vậy? Hả? Có phải bị trúng rắn không? Ê, ông yên tâm, tất cả tiền thuốc này ta sẽ trả hết. Xin ông bất luận thế nào cũng phải chữa trị cho họ. Ý. Lời lão già, thay đổi của ông thật sự rất là lớn đó. Là con trai ta, Lôi Tiểu Hổ đã thay đổi ta. Dư Đại Phu, thật ra bọn họ bị sao vậy? Ba Thiên Độ và ba Đại Ngu này là bằng hữu của Tiểu Hổ nhà chúng tôi.
Nếu như cha bọn họ xảy ra chuyện gì, ta thật sự không biết ăn nói sao với họ nữa. Đây là một căn bệnh lạ. Tôi đã kiểm tra tỉ mỉ cho tất cả bọn họ rồi, không có phát hiện chỗ nào dị thường hết. Hả? Vậy sao bọn họ vẫn chưa tỉnh lại? Ôi trời, đây chính là chuyện kỳ lạ nè. Hơn nữa, cho dù tôi có kích thích ra sao thì bọn họ cũng không có phản ứng gì hết. Nhưng mà ông nói coi, phần đầu này lại không hề có vết tích đánh đập gì, mà lại hôn mê không tỉnh. Đây đúng là một căn bệnh lạ. Có thể ta cần một khoảng thời gian từ từ điều tra rõ ràng. Chuyện này cuối cùng là sao? Thật là quá ác độc mà. Chuyện ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên. Nếu như lão nạp đoán không sai thì ma thạch đã rời khỏi núi rồi. Ma thạch? À, là một viên ma thạch có ma lực. Năm đó Đào Bi Đạt Ma ra, thiện ác cùng tồn tại, nên đã sản sinh ra một viên ma thạch có ma lực. Vậy sẽ thế nào chứ? Viên ma thạch này rời khỏi núi đã làm đất núi rung chuyển. Không biết đạo nhân gian sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nó không chừng biến thành một đại nạn cực lớn. Ngày kết thúc của thế gian sắp đến rồi. Đại cước à, huynh lại nghĩ quá nhiều nữa rồi. Ta chỉ nhất thời không khống chế được, suy nghĩ đang bay trên trời của ta. Ta thấy hả, ngươi làm hòa thượng thì thật sự lãng phí luôn đó. Ngươi nên đi làm tiểu thuyết gia đi. Đây cũng là lý do ta mời Sở cô nương đến đây. Sở cô nương, gia đình cô nương chuyên chế tạo binh khí và nghiên cứu cơ quan. Cô nương cảm thấy ma thạch có thể dùng để làm gì? Viên ma thạch này quy lực rất lớn, làm binh khí là hợp nhất. Trước đây mà tướng quân bởi vì thần thú không cách nào đến gần Bi Đạt Ma. Nếu như ma thạch rơi vào trong tay của hắn, e là hậu quả không thể lường trước. Phương trượng xin đừng lo lắng, hắn có ma thạch, chúng ta có thể dùng binh khí. Hơn nữa là ta không thể nào thắng chính, còn tin rằng để bọn trẻ làm một số binh khí, chắc chắn có thể đánh bại tên ma đầu Mạc Bá Thiên đó. Hơn nữa, hai loại binh khí lợi hại nhất của ta vẫn chưa lấy ra nữa. Sở cô nương, cô còn giấu hai loại vũ khí nữa hả? Sở cô nương, cất giấu vậy không tốt lắm đâu. Làm người là phải biết chia sẻ. Phương Thế Ngọc và Lô Tiểu Hổ vẫn còn chưa có, cô mau lấy ra đi. Không được. Phát minh của ta và chủ nhân của nó coi như có một chữ duyên. Nếu như không có duyên, không dùng được binh khí của ta. Nếu như bọn họ muốn, bọn họ phải tự mình thu phục hai loại binh khí đó. Nếu không, hai loại vũ khí đó sẽ giở thủ đoạn ra, có thể sẽ làm họ bị thương. Muốn dùng phát minh của Sở Thương Dân ta, vẫn phải dựa vào thực lực. Dù sao các ngươi cũng không làm được. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Tỷ nói bọn đây là đồ ngốc. Tất cả đường đi phải có không khí lưu thông. Nếu là đường cục thì không khí không thể lưu thông. Nơi này chắc chắn là một mê cung, dùng phương pháp ma thuật cải trang thành một khu rừng. Vì vậy một số con đường thật sự không có luồng không khí. Thần bí như vậy, nơi này thật sự quá thần bí. Nhưng mà trong mê cung luồng không khí vô cùng yếu ớt, cho nên phải biết phân biệt cẩn thận. Đi đường này đi. Hả? Vách đá. Đi sai rồi. Làm sao có thể sai? Ta đi trong mê cung không thể đi sai đường. Chỉ có con đường này có gió, cho nên chính là con đường này. Vậy thì cứ thử xem nào. Chỗ này chính là lối ra của mê cung, nhưng mà đường đã bị chặn. Tiếp tục xông ra hay là quay lại? Cái này đáng sợ thật. Rơi xuống chỉ có chết mà thôi. Hay là chúng ta quay lại đi. Đương nhiên tiếp tục xông ra, chúng ta không thể thua đội khác. Đúng, chúng ta không thể lùi bước. Không thì khi về Tiểu Hổ lại nói chúng ta là con mọt sách. Đúng. Vậy thì cứ tiếp tục xông ra đi. Tiếp tục xông ra. Xin mời tiên nữ kho báu. Tiên nữ kho báu. Wow. Xin mời nhận bảo vật dược ải. Wow. Thiệt là đẹp, giống gậy thần. Là quyển sách sắt. Nó nhỏ thật, ta thích lắm. Cái này dùng thế nào? Ta không biết, nhưng mà cái của ta giống cái của huynh đó. Để ta xem. Đã chuẩn bị xong. Cuộc chiến của các ngươi đến rồi. Các em cố gắng lên nha. Hả?
Sao không thấy, đâu, đâu nữa? Họ đi đâu mất tiêu rồi. Các người dám ăn trộm khoai lang đã phạm vào luật trời rồi, chúng ta sẽ xử lý các ngươi. Nhân niệm tình các ngươi có duyên với Phật, chúng ta sẽ chơi đùa với các ngươi. Nếu như các ngươi qua được ải thì bọn ta sẽ tha cho các ngươi. Làm gì có Bồ Tát lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Chúng ta có lòng dạ hẹp hòi như vậy đó. Ai cho các ngươi ăn trộm khoai lang của bọn ta? Bởi vì các ngươi đã phạm phải luật trời. Trừ phi các ngươi qua ải, nếu không sẽ ném các ngươi xuống dưới. Bây giờ làm sao đây? Hiện tại ngươi được hay không? Cái gì được hay không được? Chính là... À, ta biết rồi. Xem thử dùng ra sao. Wow, kỳ diệu thiệt. Xem lợi hại của ta. Ngoan đó, vũ khí này của ta lại có thể biến hình thần tuyệt. Ta đã có vũ khí tuyệt vời như vậy. Ta hiểu ra rồi. Muốn qua được ải cần có sự phối hợp của mỗi người chúng ta. Vũ khí của ta thích hợp công kích từ xa, mà trứng hạt long phục hổ của đại ngưu và thiên đậu được dùng để hạ gục kẻ địch. Vũ khí của mỗi người chúng ta đúng lúc phù hợp với sở trường của từng người. Hôm nay ta mới phát hiện trấn hàng long phục hộ của chúng ta lợi hại đến vậy. Trở về có thể khoe khoang rồi. Đại ngư, ngươi đã tên đại ngư mà còn khoe khoang nữa. Bình thường ta thích học tập trong võ quán cũng tạm tạm, không có gì để khoe khoang. Sau trận đánh này về, đương nhiên ta phải khoe khoang rồi. Đây là đâu vậy? Đây là đâu? Đây là lối ra của rừng sương mù. Tốt quá rồi, chúng ta thành công rồi. Ông sao vậy? Ngươi sao vậy? Đưa ra ngoài. Vậy lên. Ta không thở được. Đưa ra ngoài đi. Vậy lên. Lôi lão già có chuẩn bị canh đậu xanh đó, cho uống để bổ thể lực. Ta biết rồi. Rốt cuộc là đào cái gì vậy chứ? Cho dù là ngọc thạch, đào lâu như vậy rồi cũng nên nhìn thấy rồi chứ. Ê trời, đừng hỏi nhiều nữa. Hỏi nữa là bị chặt đầu đó. Chúng ta hãy mau mau đào đi. Hả? Đào thôi. Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Huynh đừng hụ ta mà. Động đất ở đây mà sập xuống, chúng ta sẽ bị chôn sống à. Ôi trời, đừng có nói xui xẻo vậy. Trấn Tung Dương trước giờ không hề có động đất. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh chóng tìm thứ đại nhân muốn tìm và rời khỏi chỗ này. Đào đi, đào đi, đào đi. Đào đi, nhanh lên. Đừng sợ, cửa này để ta. Đeo cặp bao tay này vào, khi đánh người ta không bị đau. Hơn nữa quy lực rất lớn. Hay là để cho ta. Và biến dài rồi. Như vậy có phải ta có thể điểm huyệt một người ở xa không? Nữ nữ, điểm huyệt của tỷ không xong rồi, bọn họ di chuyển đều rồi kìa. Để làm ơn nhìn kỹ lại đi được không? Không phải ta điểm huyệt không được, bọn chúng là bộ xương. Bộ xương thì làm gì có huyệt mà điểm chứ. Vậy phải làm sao? Mùi biết khinh công, mùi sẽ đưa mọi người ra ngoài. Không được, tiểu yên tử, mùi còn nhỏ như vậy không cõng nổi bọn ta đâu.
mặc dù lúc nãy ta không hoàn toàn điểm huyệt bọn họ, nhưng mà bọn họ sẽ không thể nào di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta có thể lợi dụng vào lúc này, mọi người cùng nhau phối hợp để qua ải. Được. Được. Xong rồi, không muốn tấn công tiểu yến tử. Nè, không được ức hiếp con gái. Hậu Khắc Nhi, mau qua đây. Xem ta đây. Tạ ơn trời, tạ ơn đất, cuối cùng chúng ta qua ải rồi. Tốt quá, tốt quá. Hồng Gió Kiệt, không tệ nha. Tỷ cũng lợi hại. Còn nữa, cái gậy của tỷ quả thật rất tuyệt luôn, giống y như là cái đũa thần. Nếu sau này các ngươi mà không nghe lời, ta sẽ đứng lại. Đây là nơi nào vậy? Dung nhám, ma thạch. Rất tốt, rất tốt. Hiểu biết của ngươi không thua gì Mạc Quân Thiên. Rất nhanh ngươi sẽ có đột phá 7 tầng ma thuật. Có phải ngươi đã cảm nhận được ma lực không? Đúng, hãy dùng ma lực để cảm nhận. Ngươi nhìn thấy chưa? Ma thạch đang dãy gọi ngươi. Ma thạch đang dãy gọi chủ nhân của nó. Hồng Võ Kiệt bọn họ chậm chạp quá. Sao giờ vẫn chưa ra nữa? Nếu như mất tích thì coi như tiêu. Đó là đương nhiên rồi. Minh Muội, người giống như La Bàn, chắc chắn có thể tìm được lối ra. Hồng Võ Kiệt bọn họ chắc chắn là lạc đường rồi. Tại sao bọn họ vẫn chưa ra hả? Bọn ta về rồi. Bọn ta trở về rồi. Bọn ta về rồi. Về rồi nè. Minh Muội, Đại Ngưu Thiên Đạo, Đỗ Kim Tân, bọn ta lấy được bảo vật rồi. Đúng. Cái gì to tát đâu chứ, bọn ta cũng lấy được rồi. Ai mà không có. Xem đi, cái này của ta, của tỷ đâu? Cái của tỷ có tác dụng gì? Của ta có thể biến dài, của tỷ thì sao? Của ta có thể biến thành roi. Được rồi, được rồi. Mọi người, đừng có khoe khoang bảo vật của mình nữa. Cái nào mà phù hợp với mình, cái đó mới là tốt nhất. Cái của người khác chưa chắc gì đã thích hợp đâu. Đúng rồi. Chúc mừng quá ải. Nhưng mà hãy giao bảo vật ra đi. Nếu không, các ngươi đừng hòng rời khỏi. Đây là bảo vật mà thần tiên tỷ tỷ tặng, bọn ta không đưa. Đúng đó. Đại Ngưu, chúng ta lên. Có phải không thấy ta nữa đúng không? Cuối cùng bọn chúng cũng tìm được chủ nhân của mình rồi, không còn cô đơn nằm trong rương nữa. Không biết Phương Thế Ngọc và Lô Tiểu Hổ bên đó như thế nào rồi. Được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Đừng sương mù. Sư phụ chân to. Không, sư phụ đi đâu rồi? Đúng đó, đi đâu rồi? Bọn họ đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Không thấy không không sư phụ luôn.
Đúng đó, bọn họ đi đâu rồi? Đúng đó, đi không đâu biết rồi nữa. Không biết Phương Thế Ngọc và Tiểu Hổ như thế nào nữa. Hy vọng bọn họ có thể qua ải. Đúng, hy vọng là như vậy. Xẻo mặt, vốn dĩ muốn dùng những bao cát này để dạy cho đám nhóc kia một bài học. Vậy mà tụi nó lại đi cái gì mà thí luyện, trường thí luyện gì đó, giúp tụi nó thoát được một kiếp. Ê, thật kỳ lạ. Quái vật ở trường thí luyện kia không phải rất lợi hại sao? Sao mà vẫn không trừng trị được đám nhóc con này chứ? Nhớ năm đó ta bị quái vật ở trong mật cảnh rượt chạy giống như chó vậy. Đám con nít trên này sao có thể thông qua thí luyện được chứ? Không thể nào, đúng là khó tin mà. Tào chủ à, chuyện gì mà không thể tin được vậy? Phải đó, huynh ngồi một mình ở đây lảm nhảm gì vậy? Hiếm khi thấy huynh ngồi ngẩn ngơ tự nói chuyện với chính mình nha. Lẽ nào huynh định luyện cổ họng, chuẩn bị tham gia giọng nói hay? Hả? Ta? Ê trời. Không, ta. Ta chỉ. Ê, trời là thế này. Ta đã xuất gia rồi còn tham giọng hay nói gì chứ ha. Không, ý ta là bao cát này thiết kế thiệt quá không hợp lý rồi. Sao có thể để người ta tùy ý động tay chân chứ, có đúng vậy không? Hôm nay cũng may Phi Phong Hiệp bất cẩn đụng phải, nếu không đổi lại là đám tiểu yêu á. Đám dốc kia đụng phải vậy thì không hay rồi, có đúng vậy không? Đúng vậy, kẻ nào tán tận lương tâm, ngay cả đám con nít cũng không buông tha. Kẻ đó ắt sẽ bị trời phạt cho coi. Trời đánh sét đánh là còn nhẹ đó. Lần tới hãy để cho hắn chịu quả báo đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Tào chủ. Huynh khổ sao chứ? Tự tạo nghiệp không thể sống mà. Huynh đang nói cái gì vậy? Hả? Mau, mau đưa tàu chủ đi chữa trị. Mau, vào lên. Ma thạch, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Dùng công lực của người đưa ma thạch vào trong ma đao của người. Đây thật sự khiến người ta vô cùng hứng thú. Hấp thụ ma lực cần ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi không được để bị làm phiền. Được, ta biết rồi. Khởi bẩm tướng quân, Phương Thúy Hoa về chịu tang rồi, không có mặt. Ta thấy chắc chắn là chạy rồi. Tiếp tục truy đuổi tung tích của Thúy Hoa, bắt sống cô ta. Đó. Mẹ con Thúy Hoa luôn gây bất lợi cho ta, ta sẽ không tha cho các ngươi. Trong khu rừng sương mù có cơ quan tổng, tới lúc đó sẽ đóng cơ quan tổng, dù là quái vật cấp thấp hay cấp cao cũng sẽ không thoát ra ngoài, còn mấy đứa có thể tùy ý qua lại bên trong. Vậy chúng ta tìm địa điểm tập kích đi. Ở ngay đây ta sẽ dụ nội gián ra đây, mọi người chuẩn bị trước mai phục, lần này ta nhất định bắt bằng được tên nội gián. Nhưng lỡ như hắn bỏ chạy thì sao? Không sợ, chờ sau khi mấy đứa đi vào trong, ta đóng lối vào lại thì cả khu rừng sương mù sẽ trở thành cái hũ lớn rồi. Dù hắn có chạy thế nào cũng sẽ quay trở lại chỗ cũ. Lần này đúng thật là bắt rùa trong hũ rồi. Phải, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hắn. Chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn. Mỗi ngày của võ diện bắt đầu từ nơi này. Bây giờ nơi này hư rồi, thật không biết được nên làm những gì nữa. Đúng. Hôm nay đại cước sư phụ và không không sư phụ ra ngoài tới chỗ phương trượng rồi, bây giờ mọi người luyện tập theo ta đi. Nè, có người muốn lấy lông gà làm lệnh tiễn kìa. Phải. Lôi Tiểu Hổ, câu này ngươi nói cái ý gì? Ta chính là ý này đó, có người muốn ra lệnh cho chúng ta, dựa vào gì chứ? Vì ta là Phương Thế Ngọc. Ngươi là Phương Thế Ngọc, ta là Lôi Tiểu Hổ. Phương Thế Ngọc, dựa vào đâu mà bọn ta phải nghe đệ? Đệ còn chưa từng thí luyện, còn bọn ta nè, đều đã qua hết rồi. Bọn ta đã tác chiến nhiều yêu ma quỷ quái, còn đệ đã làm được gì? Đừng tưởng đệ cùng Lôi Tiểu Hổ chạy đến Ngũ Nhũ Phong Đỉnh thì đệ đương nhiên trở thành lão đại nha. Minh Muội, sao tỷ lại nói như vậy chứ? Nói cái này, Minh Muội, có phải ta cũng nên đứng về phía ngươi không? Ở Ngũ Nhũ Phong Đỉnh nhờ vào đánh rắm càng khôn của ta mà. Phương Thế Ngọc, ngươi đã làm được gì chứ? Lôi Tiểu Hổ, Minh Muội, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ bản thân mình giỏi giang lắm. Phải, là sư phụ không cho Thế Ngọc đi khu rừng sương mù, chứ đâu phải do huynh ấy không muốn đi.
phải. Nếu để Thế Ngọc ca ca vào trong, chắc chắn còn ra ngoài nhanh hơn mấy người. Mãi, ta không tin đâu. Bọn ta cũng không tin. Nếu có thể thì vào trong cho bọn ta coi thử, có thể ra được xem như ngươi giỏi. Thế Ngọc đẩy mặt kệ họ, bọn họ đang khích đệ đó. Được, khích thì khích. Nếu như ta ra được, sau này tất cả phải nghe theo ta. Được, nếu như ngươi có thể ra, bọn ta xem ngươi là lão đại. Còn nữa, mang theo con rùa kia của ngươi luôn. Không phải là họ hàng của ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ mang theo Tiểu Linh. Tiểu Linh, chúng ta đi, để cho bọn họ thấy sự lợi hại của chúng ta. Chúng ta đi. Đi. Vào rừng sương mù. Phương Thế Ngọc, ngươi sợ rồi phải không? Không dám xuống rồi hả? Ta không sợ. Vậy tại sao ngươi không dám xuống? Bọn ta đã phải vất vả lắm mới có thể thoát ra ngoài được. Nếu như ngươi kêu cứu mạng trong đó, không ai cứu được đâu. Phương Thế Ngọc cần các người cứu sao? Các người không cần ta cứu là hay lắm rồi đó. Phương Thế Ngọc, kêu binh tất bại. Ta tốt bụng nói người biết, trong khu rừng sương mù thật sự rất nguy hiểm. Phải đó, Thái Ngọc, đợi đây, mặc dù đứng về phía huynh, nhưng mà vẫn xem chơi là quan trọng nhất. Phải đó, chơi là quan trọng nhất. Phải chơi là quan trọng nhất. Phải. Ta không sợ. Vậy ta vào trong một mình đây. Thế Ngọc đã vào trong rồi. Sư phụ lại đang có việc, chúng ta có thể đi chơi rồi. Đi thôi, hay quá. Đi thôi. Phim Được Duyệt và Lồng Tiếng tại phim 4K. Phương Thế Ngọc vào khu rừng sương mù thì chạy không thoát đâu. Rốt cuộc cũng chờ được tới lúc này rồi. Phương Thế Ngọc, lần này ngươi không thể thoát được nữa đâu. Trúng kế rồi. Thế Ngọc quả nhiên lợi hại. Nói nội gián xuất hiện, đúng là hắn xuất hiện luôn. Tiếp theo đây chỉ cần bắt rùa trong hũ thôi. Bây giờ Sở lão sư đã đóng tất cả các cơ quan trong khu rừng sương mù này rồi. Hiện giờ chúng ta chỉ cần phối hợp với Phương Thế Ngọc. Chúng ta quay về địa điểm của chúng ta đi. Cơ hội chỉ có một lần, không được thất bại. Cố lên. Chiến đội Thiên Long. Cố lên. Ê, Phương Thế Ngọc đi đâu rồi ta? Ê trời ơi, xui xẻo mà. Sớm biết vậy ta không vào theo rồi. Nói không chừng khu rừng sương mù này còn có thể nhốt được Phương Thế Ngọc. Ê, nhưng mà nó mang luôn con rùa vào trong rồi. Ta cần phải đem con rùa về trình báo với Mạc tướng quân mà. Ê trời ơi, khu rừng sương mù này vốn là một mê cung. Hơn nữa nó còn biết nhúc nhích, mỗi lần đều khác nhau. Dù có vào trong mấy lần rồi, kinh nghiệm của trước đây cũng đều vô ích thôi, làm lại từ đầu. Nhưng mà mở cơ quan chắc chắn sẽ có động tĩnh. Để ta nghe thử xem. Ê. Ngươi đang tìm ta hả? Phương Thế Ngọc, tên tiểu tử thối này, ta phải bắt được ngươi. Nè, tới bắt đi. Tới đây. Tiểu tử thối. Không đúng nha. Vào trong lâu vậy rồi vẫn chưa thấy có quái vật nào. Trong khu rừng sương mù sao hôm nay yên tĩnh vậy chứ? Ê, nè, sao không đuổi ta nữa? Ồ, ta biết rồi nha. Chắc chắn do người lớn tuổi rồi không đuổi kịp ta nữa, có phải không? Đại thúc nội gián. Phương Thế Ngọc, ngươi tưởng không có cây chổi kia ta không thể làm kẻ xấu sao? Đặc biệt là loại người làm nội gián như ta, trí tuệ cao cỡ nào ngươi có biết hay không? Cái loại quỷ nhỏ khôn vặt như ngươi không hiểu được đâu. Phương Thế Ngọc, dẫn ta đi vòng lâu như vậy rồi, lẽ nào phía trước có mai phục đang chờ ta hả? Bị ta vạch trần rồi chứ gì. Phương Thế Ngọc à,
Cái đầu quỷ nhỏ của ngươi vốn đấu với ta hả? Ngươi vẫn còn non lắm. Hôm nay gia gia ta sẽ cho ngươi một bài học. Gọi là đời ngươi chưa chắc sẽ giống như ngươi nghĩ đâu. Như vậy cuộc đời mới đủ thú vị chứ. Ý, không phải Thế Ngọc đã hẹn với chúng ta, kêu chúng ta tới đây tiếp ứng sao? Sao giờ vẫn chưa tới? Tiểu Yến Tử, sao Thế Ngọc còn chưa qua đây? Ta cũng không biết, không phát hiện tung tích của bọn họ. Nguy rồi, lẽ nào có chuyện? Cái mẹ ấm ăn muối rồi quá. Chờ thêm nữa đi. Đánh đợi thêm đi. Đành phải như vậy thôi. Phương Thế Ngọc, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ta không ngại nói với ngươi. Đợi ta giết ngươi xong, ta sẽ đi giết Phi Phong Hiệp. Ngươi đúng là đồ khốn kiếp. Phương Thế Ngọc, đừng tưởng ngươi luyện dịch cân kinh là thiên hạ vô địch rồi. Nói cho ngươi biết, thứ mà ngươi luyện được chỉ là một chút cỏn con mà thôi. Chút công phu cỏn con của ta cũng có thể đánh bại được ngươi. Hảo tiểu tử, công phu chưa học xong mà còn dám khoác lác huynh quang hả? Vậy sao? Vậy ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt chút công phu cỏn con của ta. Tiểu tử thúi, quả nhiên ngươi thật lợi hại. Nội gián, hôm nay ta phải trả thù cho Phi Phong Hiệp. Nội gián, ngươi muốn làm gì vậy? Trong rừng sương mù cơ quan trùng trùng, sao chạy lâu vậy, quái vật vẫn chưa xuất hiện nữa. Thì ra có người nhốt lại giùm cho ngươi. Đúng vậy, người bọn ta muốn bắt chính là ngươi. Sao có thể để quái vật ra ngoài làm loạn chứ? Sở trường của ta chính là phá hoại cơ quan. Ngươi đừng quên là hẻm bao cát chính là kiệt tác của ta. Quả nhiên là ngươi. Bây giờ ta sẽ thả hết đám quái vật ra ngoài, để ngươi mở mang một chút cái gì gọi là quân ma loạn vũ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng có chuyện gì? Có ai nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta chưa từng tới chỗ này, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Hổ, bình tĩnh. Lần trước chúng ta đã đi qua rồi, lần này chắc chắn sẽ được mà. Ta thì lại không nghĩ như vậy. Lần trước chúng ta qua được là bởi vì thứ sư phụ thả ra đều là quái vật cấp thấp. Tương Dân tỷ tỷ có nói, các quái vật ở trong rừng sương mù là phân ra đẳng cấp. Tương Dân tỷ tỷ chính là Sở lão sư đó. Tỷ ấy giống như Lôi phu nhân, đều cải trang thành nam nhân. Thì ra là nữ giả nam nhân. Lão sư cũng là nữ giả cải nam nhân. Cải trang thành nam nhân. Bây giờ không lo được nhiều như vậy nữa. Tình hình hiện nay cho thấy nhất định là cơ quan bị phá rồi. Hay là chúng ta mau chóng nghĩ cách đi, có lẽ họ sẽ thả quái vật còn cao cấp hơn nữa ra đó. Vậy ta làm sao? Làm sao? Chỉ có một cách. Cách gì? Là chạy. Người đúng là tên khốn kiếp phá hoại cơ quan. Nếu không như vậy sao gọi ta là tên khốn chứ? Phương Thế Ngọc, người muốn mai phục ta, ta sẽ khiến đám bạn của ngươi bị quái vật đuổi hết. Tiểu Linh, mau đi cứu mọi người. Con rùa. Là tia sét. Đây mới chính là rừng sương mù thật sự. Phương Thế Ngọc, hoan nghênh ngươi bước vào quần ma loạn vũ của rừng sương mù dày đặc. Đây là thiên lôi trận, coi chừng bị thiêu khét đó nha. Người coi chừng bị thiêu khét chính là ngươi đó, tên khốn kiếp. Hình như hắn nói là sự thật. Tiểu tử thúi, dám trêu đùa với gia gia, ngươi chờ mà chết đi. Rốt cuộc kẻ nào đã phá hoại cơ quan? Cũng may ta tới kịp. Thế Ngọc bị nhốt lại rồi.
Cẩn thận đó Thế Ngọc. Wow, thật là kỳ diệu. Cẩn thận đó Phương Thế Ngọc. Bắt nó lại. Nó cũng có cá tính của riêng mình. Ta vẫn luôn nhốt nó vào trong cái hộp để coi chừng bị thương đó. Ngươi có phải là bị nhốt vào trong cái hộp phải không vậy? Được, hôm nay ngươi hãy cùng với ta chiến đấu nha. Sở lão sư, cái thứ này làm sao sử dụng được? Ừ, đệ có thấy cái khóa đó không? Đệ chụp nó lên ngay ngón tay của đệ. Sau đó làm như vậy? Quăng nó đi. Sau đó tùy thuộc vào giác ngộ của đệ. Cái gì? Sở lão sư, nói như vậy là không có trách nhiệm đâu đó nha. Ta đi sửa cơ quan, không rảnh giải thích với đệ. Đó chỉ là đồ chơi của con nít thôi. Thế nào lợi hại hơn đau của ta sao? Đó là binh khí gì vậy? Sao đau của ta chặt không đứt? Xem ra đây không phải là sợi dây bình thường. Ngươi cho rằng ta là ai hả? Ta là truyền nhân đời thứ 36 của thần Minh Môn Sở Gia Bảo. Ngươi nghĩ ta sẽ dùng sợi dây bình thường làm binh khí sao? Nói cho ngươi biết, sợi dây thừng này chính là tơ tầm ngàn năm, đau chặt không đứt, lửa thiêu cũng không cháy. Wow, nghe kỳ diệu tới như vậy, ta thử xem cái này chơi như thế nào. Wow, xem ra hình như ta đã biết binh khí này chơi thế nào rồi. Nội gián, ngươi muốn thử sự lợi hại của bằng hữu mới này hay không đây? Mặc kệ tơ tầm ngàn năm hay trăm năm của ngươi, đồ chơi của con nít cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Sao lại như vậy? Binh khí gì vậy chứ? Tại sao lại có cảm giác nóng rực vậy? Sợ rồi phải không? Nói cho ngươi biết, thứ binh khí này gọi là Tật Phong Lôi Đình Tử Thần Tinh. Trong lúc nó đang xoay vòng ở tốc độ cao, sẽ giải phóng ra tia sét đẹp giống như màu sắc sao tím. Nếu như ngươi bị nó đánh trúng sẽ có những vết bỏng sét trên cơ thể. Ta thật sự không phục bản thân ta. Một binh khí cao cấp như vậy mà ta cũng chế tạo ra được. Mặc kệ nó là thứ gì, tóm lại ta không muốn bị đánh bại. Quy rồi, ta bị nhốt mình trong này luôn rồi. Ta đã tới phiên ta rồi. Lần này là vì Phi Phong Hiệp. Xong rồi. Đúng. Thật nực cười. Bây giờ ta phải xem ta đoán kẻ nội gián có đúng hay không. Ta quên nói với đệ, bây giờ trên người hắn đầy điện, không đụng vào được đâu. Nhìn đệ run như vậy cũng thú vị lắm. Đệ run một lát là hết thôi. Đệ không sao chứ? Điện lưu này quá mạnh. Đệ không sao. Không sao thì tốt. Đệ đứng lên đi. Để bọn ta coi thử nội gián là ai. Tại sao lại là... Quả nhiên là hắn ta. Thế Ngọc. Mọi người đều không sao chứ? Vẫn ổn chứ? Quả nhiên đó là ngươi, tảo chủ. Đa tạ ngươi nha Tiểu Linh. Đừng khách sáo. Sao khách sáo như vậy? Mọi người có sao không? Cũng may Tiểu Linh giúp đỡ đuổi đám quái vật đó đi. Tiểu Linh. Không có gì, không có gì. Nhưng mà bây giờ quái vật xuất hiện quá nhiều đi, cho nên nhiều như vậy sao? Hả? Gì chứ? Nội gián. Chuyện này rất đơn giản, giao cho ta. Ta có sức mạnh trời ban mà.
ngươi có làm được không? Đừng chậm chạp nữa, lát nữa sẽ thành mồi cho quái vật đó. Quỳ xuống. Tảo chủ, tại sao lại là ngươi chứ? Đúng là muốn chết mà. Ta thật không ngờ lại là tảo chủ sư phụ. Tảo chủ sư phụ lại là trưởng lão của giới lục diện. Tại sao lại làm những việc như vậy? Đúng là già rồi đổ đốn mà. Thật không ngờ kẻ nội gián thật sự là tảo chủ sư phụ. Có gì đâu mà lạ chứ. Trước đây hắn đối xử với chúng ta không tốt. Trước đây ta đã biết hắn là kẻ khốn kiếp. Tảo chủ, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng mà. Thua thì làm giặc. Ông cho rằng ta thích ở lại Thiếu Lâm làm hòa thượng lắm sao? Chính là bởi vì có người cho ta tiền công, cho nên ta mới miễn cưỡng ở lại đây thôi. Tào chủ, ngươi thật là quá đáng. Bình tĩnh. Buông ra. Thiếu Lâm chúng ta có lúc nào ngược đãi ngươi chưa? Các đệ tử đều rất tôn trọng ngươi. Tôn trọng hả? Tôn trọng thì có ích gì chứ? Nó có ích hơn tiền bạc châu báu hay sao vậy? Có tiền rồi, ta có thể mua nhà mua đất, làm đại phú hộ giống như Lôi Lão Hổ vậy đó. Thì ra tiền đã bị loại người như ngươi làm cho dơ bẩn. Ê? Khiến tiền có ý nghĩa xấu như vậy. Tiểu Hổ, huynh còn có sự giác ngộ như vậy sao? Huynh thật sự quá lợi hại. Cũng là vì lần trước ta đưa tiền cho Tiểu Yến Tử mới nhận ra được tiền chính là tiền. Tại sao khi ta cầm tới thì dơ bẩn như vậy? Tiểu Hổ ca ca, muội xin lỗi. Không có sao, ta cũng biết nguyên nhân do cha của ta. Tào chủ, ngươi đúng là tên ngốc. Ngươi đã vì tiền bán đứng bọn ta, còn bán đứng đám trẻ. Ngươi còn ám sát Phi Phong Hiệp Phương Thế Ngọc. Ngươi còn muốn giết ai nữa hả? Kể từ lúc nào mà ngươi vì tiền, chuyện gì cũng làm. Ê trời ơi, có gì đâu mà ngươi thắc mắc hoài vậy hả? Ta chính là vì tiền, chuyện gì cũng dám làm. Ngươi đánh ta hả? Đừng nói ngươi muốn giết ta nha. Ê trời, Thiếu Lâm tự không sát sinh, ngươi có giỏi thì đụng đến ta thử coi. Được rồi, Phương Trự, xin cho phép con phế bỏ võ công của tên khốn này. Đúng. Trời, cái gì? Phế võ công của ta hả? Đừng có cãi nhau nữa. Phương Thế Ngọc, tên nội gián này là do con bắt được, cho con toàn quyền xử lý. Đa tạ phương trưởng. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Thế Ngọc à, hãy nghĩ tới tình sư đồ của chúng ta nha. Ngươi hãy tha cho ta đi mà. Ngươi muốn giết Phi Phong Hiệp của ta, còn giúp kẻ xấu bắt trộm Tiểu Linh của ta nữa. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi sao? Hả? Tảo chủ Tăng, ngươi tham mã vinh hòa phu quy, bản đứng Thiếu Lâm tự, có mưu đồ hãm hại Phi Phong Hiệp và Phương Thế Ngọc đệ tử của Thiếu Lâm, còn phá hoại Sa Đại Hạn, đã khiến cho đám trẻ bị thương. Bây giờ ngươi đã không còn tư cách làm trưởng lão trong giới luật viện Thiếu Lâm tự nữa, phải bị phế võ công, lập tức trục xuất ra khỏi Thiếu Lâm tự. Thế Ngọc, mau phế võ công của hắn đi, đã thuộc cho Phi Phong Hiệp. Đúng, đã thuộc cho Phi Phong Hiệp. Phế võ công của hắn. Mười không muốn nhìn thấy Thế Ngọc ca ca làm như vậy đâu. Nhưng hắn đã xấu xa quá rồi. Ta cũng không thích nữa. Thế Ngọc đừng mà. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn giết Phi Phong Hiệp, vậy tại sao lúc đầu ngươi lại cứu ông ấy? Ê trời ơi, lúc đó ta đâu có biết là Phi Phong Hiệp đâu. Nếu ta biết sớm ta đã không cứu hắn rồi, cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Ta làm không được. Ta cảm thấy Phi Phong Hiệp cũng không muốn ta trả thù cho ông ấy như vậy đâu. Chuyện gì vậy? Ta cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì. Là sao? Sao lại như vậy? Sao lại kỳ lạ như vậy? Hãy
Thế Ngọc. Phương trưởng đại sư, con xin lỗi, con làm không được. Hả? Sư phụ cầm chổi vì không biết thân phận của Phi Phong Hiệp mới cứu ông ấy, chứng tỏ ở trong lòng vẫn còn một chút lòng tốt. Con không thể phế võ công được đâu. Phương Thế Ngọc không chỉ không phế võ công của ta mà còn nói tốt về ta. Con làm không được là đúng rồi. Phương Thế Ngọc, lão nạp sợ con ở trong lòng sẽ mang đầy thù hận. Bây giờ ta yên tâm rồi. Sẽ mang đầy lòng thù hận. Phương Thế Ngọc, con mau về phòng thăm Phi Phong Hiệp đi. Nói không chừng Phi Phong Hiệp đã tỉnh lại rồi. Thật như vậy sao? Tốt quá rồi. Phi Phong Hiệp tỉnh rồi, tụi con cũng muốn đi thăm. Đợi một lát. Vậy kẻ xấu này thì sao? Đó mới là Thế Ngọc ca ca mới quen biết. Đúng đó, chúng ta đi thăm Phi Phong Hiệp đi. Đi thôi. Tại sao Phương Thế Ngọc không trừng trị tảo chủ? Nếu như ở hoàng cung, hắn đã bị đem chém đầu lâu rồi. Nhưng mà Thế Ngọc làm như vậy, ngược lại mình cảm thấy rất vui. Tha thứ, đó mới là sự dũng cảm nhất. Đúng vậy. Tảo chủ, Phương Thế Ngọc đã cầu xin cho ngươi. Nó nói ngươi vẫn còn một chút lòng tốt. Ta sẵn sàng tin lời của Phương Thế Ngọc, ta sẽ không phế võ công của ngươi. Hay là ngươi rời khỏi Thiếu Lâm tự đi. Nếu như ngày nào đó ngươi tỉnh ngộ rồi còn muốn về đây, thì cổng lớn của Thiếu Lâm tự vẫn mở cửa chào đón ngươi. Buông hạ đồ đao, lập đĩa thành Phật. A-di-đà-phật. Tại sao Phương Thế Ngọc cầu xin cho ta chứ? Tại sao Phương Thế Ngọc lại cầu xin cho ta vậy? Cha. Cha ta đâu? Phi Phong Hiệp là cha của Thế Ngọc thì cũng có nghĩa ông ấy là cha nuôi của ta. Vậy ta là con nuôi của Phi Phong Hiệp rồi. Coi huynh đắc ý kìa. Cha đâu? Cha ta đâu rồi? Thế Ngọc, chuyện gì vậy? Cha của ta đâu? Thế Ngọc, nếu cha huynh không có ở đây, có nghĩa là ông ấy tỉnh rồi. Nhìn đi. Đẹp quá, thật là tốt. Cha ta không sao rồi. Nhưng mà cha của ta đâu rồi chứ? Cha, thơm quá đi. Mùi của khoai lang nướng đó. Ấy, còn có mùi cá nướng nữa. Ấy, đúng là như vậy rồi. Ai lấn gan như vậy nướng cá ở Thiếu Lâm tự. Ấy, còn có mùi thịt là nữa. Chịu hết nổi rồi, ta muốn ăn. Ai là lão đại của ngươi? Coi Thế Ngọc nói sao đã. Chúng ta ra ngoài coi thử. Cá nướng đây. Cá nướng thật ngon đây. Cá nướng thật ngon đây. Cá nướng đây. Mùi thơm quá. Cha khỏe rồi phải không? Cha còn chỗ nào bị đau nữa hay không vậy? Cá nướng đây. Cha. Cô đừng qua đây, cô đừng qua đây. Đây là cá của ta mà, đừng có hòng giành với ta nha. Cha. Thế Ngọc, ta thấy có vấn đề vẫn chưa khỏi. Thế Ngọc, đừng buồn. Thế Ngọc, không ngờ là cha nuôi tỉnh lại nhưng vẫn còn bị điên. Đúng vậy. Nhưng nhìn có vẻ đã đỡ hơn trước đây một chút. Ít ra cũng không cần ôm hồ lô kêu đại ca nữa rồi. Nè, đừng có buồn nữa. Yên tâm đi, cha con sẽ trở về mà. Nè, ăn cá đi. Con cũng là tiểu đệ của Thế Ngọc, cho con một con được không? Tụi con cũng muốn. Khất Nhi. Nè, mỗi người một con. Thơm quá. Nhìn đây, thơm thiệt đó. Thái Ngọc, huynh đừng buồn nữa mà, ăn đi. Quynh để thấy là nữa. Ít ra tình hình của cha huynh cũng tốt hơn trước đây. Đúng, Thái Ngọc, Giả Kiệt nói đúng đó. Đúng là cha đệ đang từ từ khỏe trở lại.
Cha tỷ cũng từng nói có nhiều bệnh không thể trong chốc lát là khỏe lại, là dần dần mới khỏe được. Đừng nóng vội. Mọi người nói rất đúng, cha đệ đang dần dần khỏe lại. Cha, cha sẽ khỏe trở lại, chúng ta sẽ cùng đợi mẹ trở về. Con thiệt là kỳ lạ, sao cứ luôn gọi ta là cha vậy? Mẹ của con đâu rồi? Người bà con của mẹ qua đời rồi, mẹ tới đó để thăm viếng. Chính là ngày cha rơi xuống vách núi, nhưng mà cha không nhớ được. Buông hạ đầu đau, quay đầu là bờ. Cha mẹ ngươi khỏe không? Nếu con làm chuyện xấu sẽ chặt đầu của ngươi. Hãy thật cẩn trọng. Đám tiểu tử thiếu lâm tự là dám nhạo báng bổn tướng quân. Chờ bổn tướng quân luyện thành ma binh sẽ diệt trừ thiếu lâm tự, thủ tiêu Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc chính là ngươi, mới phải cẩn trọng đó. Lợi hại, lợi hại. Dĩ nhiên lợi hại. Bây giờ ngươi và Ma Thạch suy nghĩ giống nhau, có thể khống chế tất cả những người bị ma thuật của Ma Thạch ảnh hưởng. Bây giờ nếu như hoàn toàn luyện thành, càng có thể hủy thiên diệt địa, hiệu lệnh ma binh. Còn chờ gì nữa, hãy để ma binh xuất thế đi. Không còn cơ hội nữa. Ta thật không ngờ Tâm Liên bị héo úa, giống y như là quá tàn vậy. Thế Ngọc giờ phải làm sao đây? Ta cũng không biết phải làm thế nào nữa. Ta cũng chưa có học qua y thuật. Đa tạ mọi người. Bây giờ tôi phải đi về rồi. Cha tôi hôn mê rồi. Mẹ tôi có một mình chắc chắn không để chăm sóc nổi. Tôi phải quay về giúp mẹ. Tôi cũng vậy. Bây giờ sẽ đi xin phương trưởng cho phép. Thiên Đậu ca, Đại Ngưu ca thật đáng thương. Đệ không có cách gì hết. Đệ chỉ có thể trị ngoại thương, không có cách nào để trị hôn mê hết. Thật kỳ lạ, nhìn thì có vẻ cha khỏe lại rồi. Rốt cuộc cha đã khỏe lại chưa vậy? Phương trận đại sư, bây giờ cha con hôn mê rồi, mẹ con có một mình chăm sóc không nổi, con quay thịt theo nữa. Con muốn quay về giúp mẹ con. Con cũng vậy, xin phương trưởng đại sư cho phép tụi con quay về giúp đỡ. Tình hình của các con lão nạp đã hiểu rồi. Các con quay về đi. Nếu như có chỗ nào cần sự giúp đỡ thì cứ trở lại đây. Đa tạ phương trưởng đại sư. Thiếu lâm tự có rất là nhiều dược liệu quý hiếm. Trước khi các con về, cứ mang theo một ít. Nếu nếu con đi coi thử xem trong dược phòng có dược liệu nào trị hôn mê hay là không. Dạ phương trưởng đại sư. Thiên Đậu đại ngưu, phương trưởng đại sư cho hai đệ dùng dược liệu quý hiếm của thiếu lâm tự. Hai đệ yên tâm, ngưu đại thúc và đậu đại thúc nhất định sẽ khỏe lại thôi mà. Đừng lo lắng, thuốc rất là tốt. Như đại phu lợi hại như vậy, các ngươi sợ cái gì? Sợ cái gì chứ? Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Đi thôi. Tôi muốn đi chơi nữa. Người quay lại cho ta. Tôi cũng muốn được đi chơi mà. Rốt cuộc đã ổn chưa vậy? Rốt cuộc có cho tôi đi theo hay không vậy? Người đi đi. Coi như đã trở lại rồi. Thật tốt quá.
Thiên đậu đại ngư, đi theo ta vào trong, ta lấy thuốc cho các ngươi, các ngươi mang về đưa cho ta. Được, được, đa tạ nữ nữ. Đi, đi thôi, mấy người chúng ta cũng đi giúp đỡ đi. Tiểu Hổ, Thế Ngọc, Khiêm Tân, chuyện gì vậy? Khiêm Tân, đừng ấp a ấp úng nữa, có chuyện gì mau nói đi. Lần trước cha ta cũng đã nói với ta rồi, cha Thiên Đậu và cha Đại Ngưu vì bị ảnh hưởng của dịch gà và heo chết, việc làm ăn rất không tốt, gần như sắp không gượng nổi nữa rồi. Khiêm Tân, sao huynh không nói chứ? Là mẹ Thiên Đậu và mẹ Đại Ngưu sợ ảnh hưởng tới việc học của Thiên Đậu và Đại Ngưu mới không để ta nói cho mọi người biết đó. Thẩm ấy nói ở đây còn có thể ăn no, quay về không chỉ không giúp được, còn không được ăn no, làm lỡ việc học ở võ viện. Vậy thì ý của huynh là Đại Ngưu Thiên Đậu không có tiền khám bệnh? Ta hiểu rồi. Tiểu Hổ, trên người ngươi có bao nhiêu cứ lấy ra hết đi. Các ngươi đều không cần phải trả. Thiên Đậu Đại Ngưu là huynh đệ của ta, toàn bộ đều do ta trả. Nhìn thấy chưa? Ngân phiếu. Vậy làm sao mà được chứ? Thiên Đậu Đại Ngưu là đội viên chiến đội Thiên Long của chúng ta, ta lại là đội trưởng nữa, không ra tiền coi sao được. Thiên Đậu và Đại Ngưu là huynh đệ của ta, đây là phần của ta. Cái này ta cũng có nè. Ta cũng có đó, có nhiều lắm luôn đó. Cha, từ lúc nào trên người cha giấu nhiều tiền như vậy? Cho con đi. Đừng có cướp nha, đây là thứ ta dùng để chùi mông đó. Vậy hả? Cái gì mà dây rác chứ? Dùng để chùi mông đó. Dùng chùi mông. Dùng chùi mông. Thật sự dùng ngân phiếu để chùi mông hả? Cha, đó là tiền, không phải dùng để chùi mông đâu cha. Tiền không phải để chùi mông đâu. Cái này có độc, không thể ăn nhiều. Chúng ta phải cẩn thận. Mùi gói loại có độc, ta gói loại không có độc. Vậy mùi cẩn thận một chút. Nở nở, sao tỷ cứ lấy các loại thuốc có độc vậy? Đúng vậy. Cha đệ hôn mê bất tỉnh, tỷ cảm thấy thuốc này thật sự có vấn đề sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Những loại thuốc này cần có liều lượng nhất định, chia liều lượng ra dùng, tê sương cũng có thể chữa bệnh. Nhà ta còn dùng rít nấu rượu đó, hút ẩm rất là tốt luôn. Đây chẳng lẽ là lấy độc trị độc trong truyền thuyết sao? Đúng vậy, là thuốc ba phần độc, chỉ có dùng cho tốt. Có rất nhiều người không biết, nghe tới có độc là sợ chết khiếp. Nhưng loại thuốc này khi sử dụng thật sự cần phải hết sức cẩn thận. Tóm lại, những đại phu bình thường vẫn không muốn dùng, phải là thần y như gia ta mới có thể dùng tốt. Lợi hại. Làm sao muốn chết. Thiên Đậu Đại Ngưu. Hả? Đợi một chút, Tiểu Hổ đưa ta. Cầm lấy mua thuốc nè. Hả? Các người lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Trong này có phần lão đại của các ngươi, còn có của Khiêm Tân, còn có của ta, còn có của cha ta nữa. Dù sao thì cha ta không phân biệt được đâu là ngân phiếu, đâu là giấy rác nữa rồi. Tiền này các ngươi cứ cầm lấy, mua thuốc đi. Nhưng mà làm sao bọn ta có thể lấy tiền của các người chứ? Đừng có nhiều lời, các đệ suốt ngày gọi ta là lão đại, ta phải chăm sóc các đệ chứ. Đây là giang hồ cứu tế, chúng ta là chung một đội mà, khách sáo gì chứ. Đa tạ mọi người. Đa tạ Vân Thế Ngọc. Đa tạ lão đại. Được lắm, có người làm chuyện tốt mà không gọi ta. Nè, đây là phần ta. Còn của ta nữa. Đa tạ nữa. Đa tạ Tiểu Yến Tử. Đa tạ Đúng Nữ. Đa tạ Tiểu Yến Tử. Của ta nữa. Đa tạ. Khắc Nhi, còn của người đâu? Là vậy, ta không có. Đúng rồi, hay là như vậy đi, ta đi dọn dẹp dân phòng. Thật sự đa tạ mọi người. Đa tạ mọi người. Đa tạ. Ở dưới cái bàn này cuối cùng đã bao lâu chưa dọn, chắc chắn sẽ dơ. Ê, gì đây? Mau hạ độc trong thức ăn của Thiếu Lâm Tự, nếu không sẽ lấy mạng của Lôi Lão Hổ. Thế Ngọc, Tiểu Hổ, Thế Ngọc. Tới đây, Thất Nhi có chuyện gì? Quýnh coi nè. Tiểu Hổ, ta cảm thấy hôm nay mẹ ngươi cổ quái như vậy là bởi vì cha ngươi gặp chuyện rồi. Cái gì? Phương Thế Ngọc, ngươi đừng có dọa ta. Mười mấy năm nay không cho các người thấy ánh sáng rồi. Tối nay có cứu được lão già hay không?
dựa vào các ngươi đó. Trời, thật không ngờ mười mấy năm trở lại đây mình đã mập lên không ít. Nhưng mà trước đây mình đã từng mảnh mai. Lão gia, nhìn thấy bộ y phục này, ta mới cảm thấy ông đối với ta rất tốt. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, ông chưa từng chê bai ta ngày càng mập lên. Ông yên tâm, tối nay ta nhất định sẽ cứu được ông. Đừng mà. Phu nhân của ta sẽ không làm việc cho các ngươi đâu. Bởi như Quan Âm Bồ Tát vậy, bởi sẽ không hại những đứa trẻ ở Thiếu Lâm Tự đâu. Vậy sao? Ta có biết bọn ta sắp giết ngươi hay không? Ta lại không tin rằng có người lại vô tâm tới như vậy. Ta nhất định sẽ vì cứu ngươi mà hạ thủ không đừng tay đâu. Ngươi sai rồi. Phu nhân ta sẽ không làm vậy. Ngươi cứ chờ đi. Chuyện này thật là quá đê tiện mà. Ta thấy Lôi phu nhân cũng không đồng ý làm việc cho kẻ xấu bọn chúng đâu. Không hạ độc trong thức ăn của chúng ta, bà ấy muốn tự mình đi cứu Lôi lão gia, mới nói là không quay về nữa, để Lôi tiểu hổ kiên cường hơn nữa. Những tên đó thật xấu xa. Mọi người mau đi chuẩn bị đồ đạc, sau đó chúng ta hạ sơn đi tiếp diện Lôi phu nhân, cứu Lôi lão gia ra. Chiến đội Thiên Long tất cả xuất kích. Được. Ta lại không biết cha ta bị nhốt ở chỗ nào. Chắc chắn là Lôi phu nhân biết, nếu không bà ấy sẽ không lựa chọn đi cứu. Cho nên chúng ta tới nhà ngươi trước, đi theo mẹ ngươi. Được. Thế Ngọc, nhưng mà tiểu hổ giống chưa có binh khí nào vừa tay cả, phải đối diện với kẻ địch có mang binh khí, thật là nguy hiểm. Đúng. Ta đi tìm Sở lão sư trước, lấy một loại binh khí cho tiểu hổ. Thiên Đậu Đại Ngưu à, các ngươi hãy đem ngân lượng tới cho mẹ các ngươi, sau đó tới nhà của tiểu hổ để hội họp nha. Được, chúng ta đi. Đi. Sở lão sư và lồng tiếng tại phim 4. Mấy đứa muốn lấy một loại binh khí cho Lôi tiểu hổ. Vào lúc này đòi ta binh khí cần dùng gấp nữa. Mấy đứa định làm gì vậy? Nếu như nói cho Sở lão sư biết, chắc chắn Sở lão sư sẽ ngăn cản bọn mình, rồi quay về thông báo với phương trưởng và các sư phụ. Đi đi về về như vậy lãng phí thời gian. Chúng ta không đuổi theo Lôi phu nhân kịp đâu. Phải làm sao đây? Phương Thế Ngọc, rốt cuộc mấy đứa định làm gì? Thái Ngọc ơi, đừng có nói. Thế Ngọc, nếu nói cho Sở lão sư biết, người nhất định không cho chúng ta đi đâu. Đừng có nói. Rốt cuộc có chuyện gì hả? Sở lão sư, người xem, chuyện này quả thật rất cấp bách đó. Lôi lão hổ xảy ra chuyện rồi. Lôi lão gia ở đâu chỉ có Lôi phu nhân biết thôi. Lôi phu nhân chắc chắn là muốn một mình cứu ông ấy. Bọn đệ muốn giúp một tay. Sở lão sư, đệ xin người đó cho đệ một loại binh khí để đệ đi cứu cha mẹ của đệ. Từ từ. Trên này viết là kêu mẹ đệ hạ độc vào trong thức ăn, nếu không sẽ giết cha của đệ. Nhưng mà kêu mẹ đệ vào Thiếu Lâm Tự không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Chúng đệ sẽ là mẹ của đệ. Hả? Cho nên mới kêu mẹ của tiểu hổ hạ độc đó. Nhưng mà chắc chắn Lôi phu nhân không đồng ý, cho nên đã giấu tụi đệ mà một mình đi cứu người. Nhưng mà như vậy thì quá nguy hiểm, cho nên tụi đệ muốn giúp bà ấy. Đúng. Không được, đúng. Như vậy quá nguy hiểm. Ta đi thông báo cho phương trưởng đệ sư. Sở lão sư à, nếu như còn tiếp tục chậm trễ như vậy thì Lôi phu nhân một mình bà ấy đi mất. Chúng ta thật sự không thể biết được Lôi lão gia bị nhốt ở đâu. Đúng. Sở lão sư, phương trưởng đại sư mở ra võ diện,
truyền thụ công phu thiếu lâm cho tụi đệ. Không chỉ để cho tụi đệ học chơi thôi, đệ tin rằng phương trưởng đại sư đối với tụi đệ có hy vọng cao hơn. Đúng, đây đúng, là nhiệm vụ thứ đúng, nhất của Thiên Long chiến đội, tụi đệ hãy tin tưởng tụi đệ. Đúng, 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 hãy tin tưởng tụi đệ. Được, nhưng tụi đệ phải để lại ký hiệu ở trên đường đi, để không không đại sư và đại cước đại sư đi tiếp ứng cho tụi đệ, biết chưa? Để biết rồi, để đã tạ sở lão sư. Chỗ của ta quả thật có một món binh khí. Hả? Có chuyện gì vậy? Ta cũng không biết nữa. Đó là cái gì? Món binh khí này phối hợp với chiếc khiên sắt của Đổng Khiêm Tân sẽ gia tăng quy lực rất mạnh. Nó đòi hỏi phải hiểu biết rất lớn. Lôi Tiểu Hổ, để có thể trở thành chủ nhân món binh khí này không, phải coi bản lĩnh của đệ. Phải sử dụng cẩn thận. Đi thôi, đi. Ta cũng muốn đi nữa. Hả? Cha, sao cha lại tới đây? Cha mau về Thiếu Lâm tự dưỡng thương đi. Không được, cha cũng muốn đi chung với mọi người mà. Được thôi, vậy thì cha phải cẩn thận đó nha. Thật là vui quá, thật là vui quá đây. Được, chúng ta đi. Đi, đi thôi, đi, đi. Mẹ, mẹ. Mẹ, đại nương, sao con lại trở về đây? Mẹ, không phải mẹ nói cha con hôn mê rồi sao? Giờ đã tỉnh lại rồi hả? Cha, 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 cha. Mẹ, sao cha không ngó ngàng gì tới con? Đệ ngưu lại đây. Mẹ, Lôi phu nhân đã nói cho con biết tất cả rồi. Tụi con đã xin phương trưởng đại sư cho nghỉ phép để giúp cha mẹ và việc làm ăn của nhà mình. Hai đứa trẻ khờ này, việc làm ăn của nhà không tốt từ lâu rồi, các con quay lại cũng không giúp được gì đâu. Đúng vậy đại ngôn, con cứ ở trong võ viện học võ đi, trong nhà có cha mẹ lo rồi. Con học võ cho tốt, cha của con ông ấy sẽ vui lắm có biết không? Mẹ, cha đã thành ra như vậy, con còn tâm trạng nào đi học võ nữa. Dạ đúng vậy, tụi con phải quay về giúp đỡ. Nhà đã không còn cơm ăn rồi, con trở về nữa. Ít ra tụi con ở võ viện còn có thể có cơm để ăn. Mẹ, mẹ đang nói những lời gì vậy chứ? Sao mẹ không báo cho tụi con sớm một chút? Ai biết là mẹ, mẹ và cha trở nên như vậy. Mẹ biết là con hiếu thảo, nhưng con chỉ cần ở võ viện học võ cho tốt, cha con mới có thể yên tâm, có đúng không? Ê, ê, Thiên Đậu Đại Ngưu, Thế Ngọc không hạ sơn với tụi con sao? Dạ hạ sơn thì cũng có, nhưng Lôi lão gia bị bắt cóc rồi, đội trưởng dẫn theo những người khác đi cứu Lôi lão gia rồi. Ây trời, hèn gì đã hoài mà nó không tới. Thì ra Lôi lão gia nói có thể Thế Ngọc biết được bệnh của cha tụi con nên trị thế nào, cho nên là đã đi lên núi để tìm Thế Ngọc. Mà vẫn chưa thấy Thế Ngọc đâu, ông ta đã bị người khác bắt đi trước rồi. Sao chứ? Bệnh vậy của cha đội trưởng chữa được à? Ây, rồi bây giờ làm sao mới được đây? Diêu đại phu, đây là dược liệu mà phương trưởng đại sư đưa cho người. Được. À, đúng rồi. Mẹ, đây, mẹ, đây chính là tiền Giang Hồ cứu tế Thế Ngọc đưa tụi con. Mẹ hãy cầm lấy, tụi con đi hội họp với đội trưởng để đại phu trị bệnh cho cha của con. Cẩn thận, đại ngư, con phải cẩn thận đó. Đi. Ê, cẩn thận đó. Nè, nhớ cẩn thận đó. Đây chính là phòng ngủ của cha và mẹ ta. Đội trưởng, xem ra Lôi phu nhân đã đi rồi đó. Đừng có buồn nữa. Hả? Cha, cha đang làm gì vậy? Đừng đụng ta. Ta đã biết được Chu sư phụ đang ở đâu rồi. Hả? Ở đâu cha? Chu sư phụ. Ê, ta muốn ăn món sườn chay của bà ấy. Ta muốn bà ấy làm cho ta ăn. Cha, cha muốn đi đâu vậy? Đợi trước, cha để làm sao vậy? Đúng vậy, bệnh của Phi Phong Hiệp vẫn chưa khỏi. Hành động lần này không dẫn ông ta theo thì tốt hơn. Đột nhiên ta có một cảm giác rất là mạnh. Cha ta thật sự biết. Đi, chúng ta cố gắng đi theo ông ấy.
Tiểu Hổ, đừng khóc nữa. Phi Phong Hiệp nói ông ấy biết được Lôi Phu Nhân đang ở đâu. Ông ấy điên rồi, ông ấy sẽ không làm ảnh hưởng chúng ta chứ. Cha, mẹ, cha mẹ đừng có xảy ra chuyện gì nha. Tiểu Hổ, ngươi đừng khóc nữa. Hãy lấy khí thế bá vương của ngươi ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi cứu cha mẹ ngươi. Vương Tế Ngọc, ta sẽ tin tưởng ngươi thêm lần này. Đừng để cha ngươi lừa gạt tình cảm của ta đó. Ta biết rồi, mọi người mau theo ta đi. Thật phấn khích, lần này chiến đội Thiên Long của chúng ta có thể thể hiện thiên thủ của mình rồi. Tiểu Linh, để khoan đắc ý, để quên chuyện của sư phụ cầm chổi rồi sao? Chúng ta lên kế hoạch rất là tốt, thật không ngờ vẫn bị nhìn thấu đó. Ông ấy nói đúng, thật sự đó là một bài học cho chúng ta. Ừ, để biết rồi, kêu binh tất bại. Ê, lần này thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đây là đi vào hang ổ của kẻ địch đó. Wow, hay quá. Lão đại, lão đại, bọn đệ xin lỗi huynh. Có chuyện gì vậy? Diêu đại phu nói là cha huynh nói Phương Thế Ngọc có thể cứu cha của bọn đệ và những bệnh lạ của người khác, cho nên ông ta mới phải lên núi. Cái gì? Hả? Cái gì? Ta đâu phải là đại phu, đâu có biết trị bệnh đâu. Bọn đệ cũng không biết nữa, là Diêu đại phu nói. Xem ra chỉ có tìm ra Lôi lão gia mới tìm ra được chân tướng. Hoặc là chính vì Lôi lão gia biết được chuyện gì mới bị kẻ xấu bắt đi. Đúng, chắc chắn là như vậy. Những kẻ xấu đó tống tiền mẹ ta, kêu mẹ ta làm chuyện xấu, thật là quá đáng. Coi Lôi Tiểu Hổ ta như con mèo bệnh. Cha, mẹ, con sẽ cứu được cha mẹ. Và lồng tiếng tại phim 4K. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Sao mà chậm quá vậy? Tất cả đều vô dụng. Mạc Ba Thiên, ngươi là tên đại ác nhân, đã gạt tiền của ta, còn hại cả nhà của ta. Ngươi thật sự cho rằng Lôi lão hổ ta là mèo bệnh sao? Đừng để ta có cơ hội thoát ra, ta nhất định cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Xem ra tinh thần của hắn rất tốt, không cần phải ăn cơm đâu. Hả? Ta không thèm ăn cơm của các ngươi. Ai biết được các ngươi có hạ độc không? Ta nói các ngươi biết, ta không thể thắng chính. Các ngươi chờ đó, Thiếu Lâm Tự sẽ không tha cho các ngươi đâu. Lôi lão hổ ơi là Lôi lão hổ, đừng có tưởng là làm mấy việc tốt mà có thể rửa sạch bản thân. Những chuyện xấu mà trước đây ngươi làm rất là nhiều đó. Ta làm chuyện xấu gì? Những chuyện mà ta làm so với các ngươi như là mương rãnh với đại dương. Giả lại ta sửa đổi rồi, ta phóng hạ đồ đao rồi, ta lập địa thành Phật rồi, ta thay đổi bản thân rồi, ta quay đầu là bờ rồi. Các ngươi mới chấp mê bất ngộ, đáng bị trời phạt. Trời phạt à? Ngươi có biết tướng quân của ta lợi hại như thế nào không? Chỉ cần ngày ấy luyện thành công ma binh, trước hết cần diệt trừ chính là Thiếu Lâm Tự đoạt lấy bia đặt ma. Tới lúc đó thiên hạ chính là của bọn ta rồi. Lôi lão hổ à, bây giờ mà ngươi hối hận thì vẫn còn kịp đó. Ta không bao giờ hối hận, ta quyết sẽ không làm con trai ta thất vọng. Vậy được, vậy thì ngươi hãy nhịn đói đi ha. Nè, trời ơi, không biết ta cứng miệng để làm cái gì chứ. Ở đây đâu có người ngoài đâu, nói vài câu tốt đẹp thì có cơm ăn rồi, có lỗ gì đâu. Trời ơi, vậy là không có cơm ăn rồi. Nè, cô kìa, Mã Thành đột binh hai tên khốn kiếp này, bản thân chúng không tới hầu hạ tướng quân, để chúng ta tới. Sớm biết trước chúng ta đi bắt Phương Thiếu Hòa để đôn hoạt thất sát ở lại đây. Ừ, phải. Tướng quân đang muốn nghịch thiên à? Quá lợi hại. Cuối cùng luyện thành, cuối cùng luyện thành rồi. Chúc mừng tướng quân luyện thành ba đao. Để cho các ngươi xem thử uy lực của ma đao. Ừ.
quy lực của ma đạo cực lớn, sẽ phá hủy toàn bộ phủ tướng quân. Ma đạo lợi hại tới như vậy, giờ chúng ta ra ngoài thôi. Ê nè, lạ thiệt đó, tướng quân nói chuyện với ai vậy? Đừng có hỏi nhiều nữa. Bây giờ tướng quân vui buồn bất thường, ngươi mà nhiều lời, coi chừng tướng quân dùng chiêu đó, sau đó thì ngươi sẽ giống đám người kia. Tây Vực Tam Miêu, hãy đi cùng với ta, ta cần các ngươi cùng ta luyện ma đao. Đúng lúc thử uy lực của ma đao, để nó hiệu lệnh tất cả ma binh, góp phần tăng cường sức mạnh ma lực, dùng ma đao hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, cung cấp ma lực mạnh mẽ hơn cho tất cả những ma binh, biến chúng thành những chiến binh dũng mãnh đi tấn công Thiếu Lâm Tự, đoạt lấy Bi Đạt Ma. Tất cả ma binh hãy nghe ta hiệu lệnh. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực. Mẹ Thiên Đậu, mẹ Đại Ngương, mọi người làm sao vậy? Ê, các người sao các người lại đứng lên hết vậy? Chẳng lẽ đụng vào sẽ bị truyền nhiễm sao? Đúng là đáng sợ. Vậy Đừng qua đây. Trường sinh bất tử. Sao lại truyền nhiễm chứ? Thật đáng sợ quá trời ơi. Chạy thôi. Ây ơi, cái người không được truyền nhiễm cho người khác. Không được đâu. Không được đi. Phủ tướng quân to như vậy, sao ngay cả một tên lính gác cũng không có? Chắc chắn có vấn đề. Nếu dựa vào khinh công lúc trước của ta, tùy tiện nhảy một cái có thể là vào trong được rồi. Từ sau khi gả vào nhà lão hổ, công phu cũng không luyện, cơ thể lại trở nên như vậy. Bây giờ muốn vào trong cũng khó rồi. Thôi kệ, cứ thử rồi tính. Lôi phu nhân, đợi đã. Lôi phu nhân, đợi đã. Lôi phu nhân, hãy đợi đã. Lôi phu nhân. Lôi phu nhân à, đợi đã. Sao các con lại tới đây hết vậy? Mẹ, con lo lắng muốn chết. Được gặp mẹ rồi, làm con lo muốn chết. Con trai ngoan. Lôi phu nhân, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Bình tĩnh, yên lặng một chút. Các người muốn bị kẻ xấu phát hiện hay sao? Nhỏ tiếng thôi. Kẻ xấu đều ẩn thân hết rồi, mấy đứa tụi con không có nhìn thấy, chỉ có ta là có thể nhìn thấy được thôi. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Ngài đang định đi đâu vậy? Mau chuẩn bị ngựa, bổn tướng quân muốn dẫn binh đoàn của ta đi hấp thụ tinh hoa Nhật Nguyệt. Dạ. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Cho ta ma lực. Ê, nhà sư Quét Rác và đạo trưởng, bọn họ bị làm sao vậy? Đúng vậy, trước đây không thấy nhúc nhích gì, sao tự nhiên cử động được vậy? Chuyện này bọn ta cũng không biết. Hình như tướng quân đã luyện thành ma lực, có thể khống chế bọn chúng. Bây giờ uy lực rất là mạnh, chúng ta không thể nào hình dung được nữa. Đừng nói nữa, mau đuổi theo, nếu không thì chúng ta cũng sẽ như mấy tên cương thi đó. Đi thôi đại ca. Đi mau đi. Đi. Cương thi à? Coi tình hình nhà sư Quét Rác bọn chúng, quả thật y như là cương thi. Chúng ta hãy mau chuẩn bị ngựa cho tướng quân. Đi.
là chỗ này. Giờ mau giải quyết đám lính canh cửa đó. Ta có. Hả? Hả? Đây là cái gì? Là thuốc mê đó. Thuốc mê được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Mấy đứa còn nhỏ như vậy mà chơi thuốc mê không tốt đâu. Tình huống đặc biệt, ứng biến đặc biệt. Ta chính là thầy thuốc của Thiên Long đội mà. Trên người không mang thuốc thì sao mà được chứ. Loại thuốc này vốn dĩ để trị đâu, bây giờ đúng lúc có cơ hội dùng tới rồi. Bây giờ cũng không được. Nếu như hai tên lính canh cửa bị hôn mê, những tên lính tuần tra chắc chắn sẽ phát hiện được đó. Vậy phải làm sao đây? Điểm quyệt. Đúng rồi, ta rất giỏi việc này. Khất Nhi, để mau đi trêu chọc chúng đi. Tuân lệnh. Thật lợi hại, đứng mà cũng ngủ được. Ê, đứng mà cũng ngủ được đó hả? Nè, tỉnh lại. Trời ơi, tỉnh lại đi. Ai dám xông vào biệt phủ của tướng quân chúng ta chứ? Ai, người đừng nghe thơ quá mà. Ai nói ta không dám? Là kẻ nào? Tốt quá rồi. Đúng vậy. Giỏi thiệt. Đúng vậy, mới cùng gặp đây thôi mà có còn tiến bộ không ít. Vậy bây giờ chúng ta mau cứu người đi. Đợi một chút. Lôi phu nhân, người khá là to con, rất dễ bị lộ. Người cứ ở đây bảo vệ cha của con đi. Được rồi, yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ không cản chừng các con đâu ha. Mẹ, mẹ yên tâm, chuyện của cha cứ giao cho con. Mẹ cứ ngoan ngoãn chờ ở đây đi, có chuyện gì cứ phát tín hiệu cho tụi con. Mẹ biết rồi, các con tự mình đi phải cẩn thận một chút. Vậy con vào trong nha. Đi thôi. Đứng như vậy cũng không được, lỡ như bị phát hiện thì thảm rồi. Tốt quá rồi. Ôi, được rồi, đừng có quậy nữa. Bao lên. Trời ơi, lỡ bị phát hiện thì sao? Mau trốn đi, mau lên. Cho ta ma lực trường sinh bất tử. Thật quá lợi hại. Các ngươi chia ra đứng đi. Dạ. Tất cả ma binh nghe ta kêu gọi, tới đây tập hợp. Dùng ma lực của ngươi kêu gọi cho ta nhiều ma binh hơn nữa, truyền nhiễm bọn chúng, khiến bọn chúng nghe hiệu lệnh của ta. Các ngươi coi thường Lô Lậu Hổ này đúng không? Nhớ năm xưa Lô Lậu Hổ ta cũng là quyền đánh đông tây, cước đạp nam bắc. Ta chính là cao thủ. Các ngươi không tin chứ gì? Bây giờ ta sẽ cắt đứt dây trói ra. Phương Thế Ngọc, đột nhiên ta không muốn cứu cha ta nữa, quả thật là quá mất mặt mà. Lôi Tiểu Hổ, cho ngươi một cơ hội đi cứu cha của ngươi. Nấu nấu thuốc. À, cầm lấy. Phương Thế Ngọc, ta không muốn dùng món đồ này. Xem của ta. Nè, hai người các ngươi. Ai lại? Lôi Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, nguy hiểm, mau trở về đi con. Con đã tới đây thì phải cứu được cha ra ngoài. Hả? Bằng không con tới đây làm gì?
Trời ơi, không hổ là con trai ta, quả nhiên có phong thái dương giả. Chỉ dựa vào nhà con người đó hả? Câm miệng. Còn nữa đây. Trời ơi, bảo bối à, làm rất tốt. Bảo bối, con làm tốt lắm. Cha. Cha, hả? Sau này trước mặt người khác đừng gọi con là bảo bối của cha. Được, 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 được. Nhanh lên, nhanh. Lão đại quý dũng. Ý, Lôi Tiểu Hổ, ngươi làm tốt lắm đó. Ây da, không hổ danh là phó đội trưởng nha. Tiểu Hổ, bắt đầu từ hôm nay ta có cách nhìn khác về ngươi. Lão đại quý dũng. Giờ đắc ý, lần này cũng tạm được. Tiểu Hổ, cố lên. Tiểu Hổ ca ca, thật tuyệt. Cuối cùng Tiểu Yến Tử đã khen ngợi ta rồi. Đa tạ các con đã tới cứu ta nha. Lôi lão gia, đi thôi, thời gian chúng ta không có nhiều đâu. Được, 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 được. Đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Kỳ lạ, bọn trẻ vào trong lâu như vậy, sao vẫn chưa ra? Thật sự lo lắng chết đi được. Có người tới, mau trốn đi, mau trốn đi. Mau lên. Ta phải đi giúp bọn trẻ mới được. Nè, ông ngoan ngoãn chờ ở đây, không được chạy lung tung. Đội trưởng nói phải ngoan ngoãn ở đây chờ, không được chạy lung tung, phải ngoan ngoãn nghe lời đó cái chua. Không ngờ Lôi Lão Hổ cũng là một tên cứng đầu. Lôi Lão Hổ bản tính khó dời, dùng hình với hắn còn không thèm cầu xin. Bây giờ ma lực của tướng quân đã luyện thành rồi, bên này chúng ta phải gia tăng tốc độ. Nếu như để tướng quân biết chúng ta vẫn chưa tìm được con rùa đó, chúng ta vẫn đang tìm thì muộn rồi. Tướng quân ghét nhất ai làm việc kéo dài thời gian. Nếu như không tiếp tục tìm con rùa, chúng ta chỉ có con đường là chết thôi. Phim được dịch và lồng tiếng. Đừng yên ở đó. 4K. Đặc biệt là ngươi, không được ngủ gần, biết chưa? Đúng là càng ngày càng không có quy tắc, nhìn thấy chúng ta mà còn không hành lễ. Sao đây, bây giờ các ngươi lại còn xem thường bọn ta tới như vậy sao? Muốn chết hả? Không xong rồi. Không xong rồi, bọn chúng đã bị điểm quyệt, có người đột nhập vào nhà giam. Ai mà to gan như vậy chứ, lẽ nào biết tướng quân đã ra ngoài? Đi, vào trong coi thử. Được. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt, ta cũng muốn chạy trốn tìm. Phi Phong Hiệp bị điên mà còn lợi hại như vậy, vậy khi không bị điên nhất định là võ lâm cao thủ, chẳng trách nổi danh như vậy. Chúng ta đi. Đi, nhanh lên. Nhanh. Có người tới, mau trốn đi. Nhanh lên, nhanh lên, mau lên. Yeah, ta ở đây nè. Sao cha? Tìm được rồi. Đổi lại các ngươi là ma nè. Cha. Đổi lại các ngươi là ma nè. Cha ơi, sao cha lại tới đây? Tại sao lại phớt lờ ta chứ? Các ngươi là ma đó, tới lượt ngươi. Chơi trò chơi mà cũng muốn gian lận ta nữa. Gian lận nè, đồ xấu xa. Tới ngươi là ma đó. Cha. Ngươi cũng không quan tâm ta, vậy ta sẽ đánh ngươi đó nha. Ta. Cũng may ta không còn ức hiếp Thiếu Hoa nữa, nếu không thì ta thảm rồi. Tới ngươi đâu kìa. Phất lờ ta hả? Đánh ngươi nè. Cha, chúng ta mau đi thôi. Đi thôi. Cha, mau đi thôi. Đồ ngốc. Nhanh lên. Nhanh. Đảm nhóc à, ta cứu các con đây. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau chơi trò trốn tìm đi. Ta dẫn con đi nha. Bảo bối. Lão già.
Lão gia, lão gia. Cha, mẹ, bây giờ không phải là lúc lãng mạn, chúng ta còn đang trong hang ổ rồi đó. Thật là ngại quá đi. Tự nhiên thấy vui quá đó. Không sao rồi, không sao rồi. Không sao. Bây giờ chúng ta vẫn chưa rời khỏi hang ổ địch, cũng không thể tính là thành công. Nếu như lão đại xấu xa quay về, lại thêm mấy tên yêu đạo và ba tên yêu tăng đó, thì thật sự chúng ta không thoát được đâu. Đúng. Về nhà trước. Không thể về nhà. Nếu như bọn chúng mắc lại nữa thì sao? Đúng đó. Vậy trở về dưới lòng đi. Được. Đi. Tránh ra. Chờ tới khi mặt trời lặn, bổn tướng quân sẽ truyền ma lực cho các ngươi, làm cho các ngươi bất khả xâm phạm, mãi mãi bất tử. Thật quá độc ác, đáng sợ thật. Phải đó, lần này tướng quân muốn xưng bá thiên hạ. Mặc dù bây giờ tướng quân rất đáng sợ, hắn cũng có thể lấy mạng chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng mà cơ hội và nguy hiểm đồng thời tồn tại. Cuối cùng hôm nay chúng ta có thể ngẩng cao đầu, tương lai chúng ta có thể chính là Tam Triều tướng quân khai quốc đó mọi người. Tiểu Hổ, Võ Kiệt, Khất Nhi, Khiêm Tân, các ngươi dẫn mấy cô gái Lôi phu nhân và Lôi lão gia lên Thiếu Lâm tránh nạn ngay đi. Bây giờ ta cùng với Thiên Đậu Đại Ngưu tới nhà Diêu đại phu. Ta cũng đi thử xem có thể giúp gì cho cha ta không. Được. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Kỳ lạ, tại sao hôm nay trên đường lại yên tĩnh tới như vậy? Ta biết rồi. Hôm nay là sinh thần của Phật tổ, có lẽ bọn họ đi dự lễ hội rồi. Nhưng mà tham gia lễ hội thì cũng phải có người giữ nhà mới đúng chứ. Kỳ lạ thật. Hả? Tiểu Linh, ngươi làm ta giật mình. Xin lỗi, ta chỉ cảm giác được trên Tung Dương Trấn có tà khí còn sót lại, có gì đó không đúng. Nữ nữ, chúng ta tới nhà tỷ xem trước đi. 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 Cha, có phải cha đã nhớ lại gì rồi hay không? Xông lên phía trước, xông lên. Thế Ngọc, đừng buồn nữa, cha đệ sẽ sớm khỏe lại thôi. Cha, có phải là cha đã khỏe lại rồi không? Cái gì? Khỏe rồi hả? Không có gì, đuổi theo cha ta đi. Sao lại lộn xộn như vậy? Nhìn nè, có dù nữa. Còn có ngân lượng. Hả? Còn có trăm cài nữa nè. Nhìn nè. Còn có giày thêu qua. Các ngươi đừng có động vô đồ của ta nữa nha. Có chuyện gì vậy hả? Những cái này đều là đồ tùy thân của mọi người mà. Rốt cuộc Tung Dương Trấn đã xảy ra chuyện gì vậy? Đó không phải là rượu của Hồng Đại Thúc sao? Tại sao Hồng Đại Thúc lại để rượu ở ngoài đường như vậy chứ? Thang Ngọc. Ngươi làm ta sợ đó. Ở đây có rất nhiều tà khí còn sót lại, thật là đáng sợ. Chắc chắn ở đây đã xảy ra nhiều chuyện rất đáng sợ. Tiểu Linh, cứ đừng làm bọn ta sợ. Ta sợ quá. Diêu đại phu. Hả? Nhà Diêu đại phu. Hả? Mau tới nhà của Diêu đại phu, chúng ta đi tìm đáp án. Đi. Đi. Diêu đại phu. Cha. Diêu đại phu, mọi người đâu rồi? Tỉnh dậy đi. Cha, tỉnh dậy đi.
Cha, đừng làm con sợ mà. Cha, Dương Đại Phu à, ông tỉnh lại đi. Đừng làm con sợ vậy. Dương Đại Phu, cha, Thôi Ngọc, cha tỉnh dậy đi. Chúng ta mau đi thôi. Nơi này khiến ta khó chịu quá. Ta khí ở đây còn lại nhiều quá. Nhưng Dương Đại Phu vẫn còn chưa tỉnh. Cha của Thiên Đậu Đại Ngưu không biết đi đâu mất rồi. Cha, cha không sao chứ? Diêu Đại Phu, ông tỉnh rồi. Diêu Đại, Đại Phu, Diêu Đại Phu rồi, cha không tỉnh rồi. Cha, cha không đâu. Đây là đâu? Mau, mau, có chuyện rồi. Lên Thiếu Lâm, đi lên Thiếu Lâm đi. Chuyện này là sao đây? Hai tên phế vật đánh thức cho ta. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Mau đứng dậy. Tướng quân, đại sự không xong rồi. Lôi Lão Hổ bị đám tiểu tử Thiếu Lâm đó cứu đi rồi. Cái gì? Là để đám tiểu tử đó gây rối đến địa bàn của ta, đừng mà làm cho bổn tướng quân mất hết thể diện. Giữ các ngươi lại có tác dụng gì? Biến các ngươi thành ma binh có tác dụng hơn. Tướng quân, sau khi biến chúng tôi thành ma binh, những chuyện để hạ nhân làm sẽ không có ai làm cho ngài, không có ai hầu hạ cho ngài đâu. Ngươi nói cũng không sai. Bổn tướng quân vẫn cần có người làm việc vặt. Tạ tướng quân tha tội không giết. Các ngươi trời sinh là phế vật, bọn tướng quân còn có thể hy vọng các ngươi đối phó đám tiểu tử đó sao? Tướng quân, chúng tôi là phế vật, công phu của chúng tôi không địch lại đám tiểu tử Thiếu Lâm đó, do công phu của chúng tôi không tốt. Đứng lên. Thật không ngờ đám tiểu tử đó càng ngày càng lợi hại. Tướng quân à, chi bằng ngày mai chúng ta tấn công Thiếu Lâm tự đi. Bây giờ bổn tướng quân trái lại không gấp, chờ tới khi tìm được Bi Đạt Ma luyện thành cái thế thần công thì lúc đó cùng nhau quét sạch Thiếu Lâm và đám tiểu tử, không chừa một ai. Như vậy càng thuận lợi. Theo cách này, Bi Đạt Ma, Thiếu Lâm, Thiếu Lâm tiểu tử còn có thiên hạ đã được giải quyết trong một lần rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết được Bi Đạt Ma đang ở đâu. Chỉ cần bắt được thần thú thì sẽ biết nơi ở của Bi Đạt Ma. Thần thú à? Tướng quân, bọn con đi thôi. Đã tìm thấy tung tích của Phương Thúy Hoa. Chỉ cần bắt được Phương Thúy Hoa thì Phương Thế Ngọc sẽ tự mình giao ra thần thú. Các ngươi chắc chắn Phi Phong Hiệp vẫn còn điên à? Chắc chắn. Tướng quân, ứng cứu Lôi Lão Hổ là đám tiểu tử Thiếu Lâm, không thấy Phi Phong Hiệp. Phi Phong Hiệp dùng gỗ đánh ngất chúng tôi, có thể thấy lực của hắn vẫn chưa hồi phục, dáng vẻ rất ngớ ngẩn. Như vậy Phi Phong Hiệp sẽ không ra ngoài gây trở ngại. Bây giờ chỉ chờ Phương Thế Ngọc giao nộp thần thú. Đúng hoàng thất sát, làm rất tốt. Phương Thúy Hoa, ngươi làm bọn ta tìm rất vất vả đó. Quả nhiên tin tức mua từ chỗ cái bang đúng là chính xác mà. Đôn hoàng thất sát, các ngươi đã giết Đại Đức, hôm nay ta phải báo thù cho Đại Đức. Đại Đức? Chúng ta có giết người này sao? Không nhớ nữa. Chúng ta giết người như cỏ dại, sao có thể nhớ từng người được? Có một vài người ngay cả tên cũng không nhớ thì đã đi tới âm tào địa phủ rồi. Chính là Phi Phong Hiệp. Quả nhiên ngươi quen biết Phi Phong Hiệp. Được rồi, sẵn tiện báo ngươi một tin tức tốt, Phi Phong Hiệp vẫn chưa chết đâu. Vẫn chưa chết? Nhưng mà Phi Phong Hiệp đã phát điên rồi, điều này khiến cho ta càng vui hơn đó. Cái gì? Điên rồi? Các ngươi nói bậy, không được nói bậy như vậy. Nói bậy cái gì chứ, rất nhanh các ngươi sẽ được đoàn tụ ở chỗ Diêm Dương thôi. Sẵn tiện nói người biết, Phi Phong Hiệp sau khi rơi xuống núi ở Thiếu Lâm được hòa thượng cứu rồi. Sau đó vận công bị tẩu hỏa nhập ma,
đã biến thành một kẻ điên. Bây giờ mọi người trên giang hồ đang ăn mừng kìa. Đáng ghét, Quan Âm Liên Hoa Thủ. Không có Phi Phong Hiệp, ngươi cho rằng có thể đấu lại bọn ta hay sao? Cao Quỳnh Đệ, bắt sống ả. Dạ. Đi, nhanh lên. Chúng ta đi nhanh, còn chi viện cho bọn trẻ nữa. Đúng là thanh niên trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm. Nhanh lên. Sư phụ, đám đốc tụi con đã được cứu rồi hả? Thật sự ta không nên xem thường các con. Đại cứu sư phụ, không sư phụ, tụi con đã cứu được cha con rồi. Sư phụ, tụi con đã nhìn thấy lão đại xấu xa ra ngoài. Còn có sư phụ cầm chổi cũng ở đó, nhưng sư phụ có hơi kỳ lạ một chút. Còn có ba tên xấu xa nhất thế gian, Mạc Bá Thiên. Còn có ba yêu tăng. Mạc tướng quân dùng ma thạch để luyện ma công, người trong trấn này bị hôn mê đều là do ma thạch làm hết. Ma thạch, ma người biết thạch. Ma thạch trông thế nào không? Người cũng biết ma thạch như thế nào. Ta thấy như vậy được rồi, chúng ta quay về Thiếu Lâm trước. Thế Ngọc Nữ Nữ Thiên Đậu Đại Ngưu đâu rồi? Đúng đó, bọn họ tới chỗ Diêu Đại Phu rồi, tìm được cha của Thiên Đậu Đại Ngưu sẽ trở về Thiếu Lâm. Được, vậy chúng ta trở về Thiếu Lâm trước. Hai vị sư phụ, những tên xấu xa đó vẫn còn muốn bắt cha mẹ con, có thể lên Thiếu Lâm tránh nạn được hay không? Đương nhiên, điều này là tất nhiên. Lôi lão gia, Lôi phu nhân là bởi vì không muốn nhượng bộ kẻ ác tới ức hiếp Thiếu Lâm chúng ta. Thiếu Lâm chúng ta nên bảo vệ. Vậy thì đa tạ rồi. Mọi người, về Thiếu Lâm thôi. Phương trưởng đại sư, sự việc là như vậy đó. Cha của đại ngu đào được ma thạch, liền hôn mê bất tỉnh luôn. Không đúng. Bây giờ bọn họ đã tỉnh lại rồi, nhưng mà không động đậy gì luôn, không ăn cũng không uống. Quả nhiên là ma thạch. Nếu mà lại như vậy thì càng tệ hơn nữa rồi. Phương trưởng à, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy? Đúng đó. Tại sao nói tỉnh lại rồi còn tệ hơn nữa chứ? Tương truyền ma lực của ma thạch rất lớn, không những có thể mở núi tạch ra, còn có thể khống chế con người. Trước tiên chỉ là hôn mê, mà bây giờ thì lại tỉnh rồi. Chỉ sợ là bị Mạc Ba Thiên khống chế trở thành ma binh rồi đó. Ma binh. Thật đáng sợ. Vậy mà phải làm sao đây? Thật đáng sợ mà. Ma binh. Nhưng hy vọng cha của Thiên Đậu Đại Ngưu bọn họ không có chuyện xảy ra. Sợ cái gì? Phương Thế Ngọc có cách tốt nhất đối phó với ma vật, chắc chắn sẽ có cách cứu tất cả chúng ta. Đúng, nhất định đội trưởng có thể. Nè các con, mọi người đều vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Tạ phương trưởng. Bị Đạt Ma sắp được khai quật rồi. Yêu ma các phương tất sẽ tới để cướp. Đệ tử Thiếu Lâm ta nhất định phải bảo vệ bia thần Đạt Ma. Hôm nay đúng là một ngày thiên khí tốt để hại người. Không làm chút chuyện xấu thì sẽ phụ lòng thiên khí này rồi. Dứt khoát tấn công Thiếu Lâm. Nhưng mà trước lúc đó, để các ngươi tận mắt thấy uy lực của cây ma đao này trước. Tây Dực Tam Quái, các ngươi cùng luyện tập với bổn tướng quân. Dạ được. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Tướng quân lợi hại thật. Ma đao quả nhiên lợi hại. Tam quái gian danh như vậy, bị một chiêu của ma đao đã bại trận rồi. Ma đao của tướng quân có thể mở núi tách đá là dùng để đối phó với thần thú. Tam quái chúng tôi tuy lợi hại, nhưng chẳng qua chỉ là những người phàm trần. Nói rất hay. Quyết định hôm nay phải dẫn ma binh tấn công Thiếu Lâm.
Tướng quân Quy Vũ. Đôn Hoàng thất sát tham kiến tướng quân. Các ngươi về rồi sao? Tướng quân xin mời xem. Xem ra nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành rồi. Thúy Hoa, cuối cùng ta đã biết quan hệ giữa ngươi và Thiên Mệnh thiếu niên rồi. Lẽ nào hắn đã biết thân phận của Thế Ngọc rồi? Ngươi thật sự là một người mẹ vĩ đại. Có thể sinh ra một Thiên Mệnh thiếu niên xuất sắc như vậy không hề đơn giản. Nói, sinh ra một Thiên Mệnh thiếu niên có cảm nghĩ thế nào? Cái gì? Ngươi kích động cái gì? Ta cũng rất là kích động đây. Vừa nghĩ tới ngươi, còn có con trai của ngươi Thiên Mệnh thiếu niên sẽ phải kết thúc trong tay của ta. Ngươi có biết ta kích động bao nhiêu, hưng phấn bao nhiêu không? Đúng rồi, ngươi có quan hệ thân thiết với Phi Phong Hiệp. Nói, ngươi và Phi Phong Hiệp có quan hệ ra sao? Cái gì? Thà chết không nói à? Các ngươi anh hùng như vậy chỉ khiến người khác thấy chán ghét mà thôi. Có đánh chết cũng không chịu nói. Ngươi cho rằng đám người xấu bọn ta thích dùng hình với các ngươi lắm sao? Dùng hình với các ngươi, chúng ta cần có sức ngươi và vật, sẽ làm chúng ta kiệt quệ tinh thần. Nhưng mà ngươi không nói cũng không sao. Bổn tướng quân có độc tâm đại pháp, ta tự mình động thủ. Nó đang đá nè. Chắc chắn là một tên tiểu tử thối hiếu động giống như huynh vậy đó. Con trai của ta sao có thể là tiểu tử thối được chứ? Nhất định đó là một viên ngọc thô. Ngọc thô. Con trai của ta là một viên ngọc. Ê, con trai của chúng ta gọi là Phương Thế Ngọc đi. Phương Thế Ngọc? Hả? Được đó, nhưng nếu là con gái thì sao? Con gái hả? Vậy thì gọi là Phương Tiểu Ngọc đi. Thật khiến người khác quá kinh ngạc mà. Cả nhà các ngươi khiến cho người khác kinh ngạc. Các ngươi đoán xem Ả và Phi Phong Hiệp có quan hệ ra sao hả? Đoán đúng thưởng ngân lượng. Bắt đầu đoán đi. Huynh muội. Bằng hữu. Phú Thái. Đoán đúng rồi. Hôm nay tấn công Thiêu Lâm để các ngươi làm tiên phong. Hèn chi mới nói thiên tài thiếu niên ắt có lý do. Cha của thiên tài thiếu niên thực chất là Phi Phong Hiệp, mẹ là cao thủ giấu mặt. Đi, chúng ta dẫn theo Thúy Hoa. Hôm nay đã cho cả nhà bọn chúng đoàn tụ, cả nhà đoàn viên. Ta cảm thấy rằng ta đang làm việc tốt. Ta phải nhanh chóng cải tà quy chánh rồi. Tất cả ma binh, nghe lệnh của ta. Tấn công Thiếu Lâm. 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 Đợi một lát. Các ngươi chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong rồi. Cha, mẹ, mọi người yên tâm. Nhất định con sẽ cứu mọi người trở về. Thiên Đậu, Đại Ngưu, các ngươi yên tâm. Chiến đội Thiên Long của chúng ta nhất định sẽ thắng. Lôi Tiểu Hổ, ngươi dẫn theo một số người vào trong trấn tìm Dương Đại Nhân, bảo vệ tất cả bọn họ.
ta dẫn theo một số người lục soát Mạc phủ. Ma thạch đang trong tay bọn họ, chắc chắn họ sẽ biết được tung tích những người thân đang ở đâu. Được, không vấn đề, chúng ta đi. Đi. Đệ tử Thiếu Lâm nghe lệnh. Có đệ tử. Đại chiến đang tới, nghiêm phòng Thiếu Lâm, phải chết bảo vệ, không thể để kẻ xấu công kích Thiếu Lâm chúng ta. Dạ. Không đại cước, các con dẫn theo một số đệ tử đi kiểm tra đường núi. Một khi phát hiện Mạc Bá Thiên dẫn người lên núi, lập tức phát tín hiệu. Dạ, phương trưởng. Đi. Lôi lão già, Lôi phu nhân, Diêu đại phu, Sở lão sư, Thiếu Lâm tự sắp có đại nạn, xin bốn vị các người hãy tránh trước đi. Hả? Chúng tôi không thể đâu. Tuy tôi không phải là cao thủ võ lâm gì, nhưng mà cũng hiểu sơ sơ về công phu quyền cước hơn nữa phu nhân tôi. Còn là truyền nhân của sư tử đống, bây giờ Thiếu Lâm tự gặp nạn, làm sao chúng tôi khoanh tay mà đứng nhìn được chứ? Với lại con trai của tôi nó đã có được ảnh hưởng của tinh thần Thiếu Lâm, làm lại cuộc đời, phải biết làm sao lấy đức phục nhân. Nếu như bây giờ tôi vì sợ hãi mà bỏ trốn mất, đừng nói tới con trai của tôi xem thường tôi, bản thân của tôi cũng xem thường chính mình. Lão gia, cuộc đời tôi gặp ông cho tới hôm nay, những lời ông nói vừa nãy giống nam tử hán nhất đó. Ê, đại chiến đang tới, bà đang muốn làm gì vậy hả? Tránh ra, không biết xấu hổ là gì. Đúng, ông ấy nói rất đúng. Ta cũng sẽ không đi, ta cũng sẽ ở lại đây nè. Lỡ như các người bị mê hoặc, ta sẽ chữa trị cho, có phải hay không? Đúng đó, ta cũng có thể tạo ra bẫy. Vậy thì tốt quá rồi, lão nạp thật lòng cảm tạ bốn vị giúp đỡ. Lão nạp có một dự cảm không tốt. Chúng ta nhanh lên. Được. Đợi đã. Hả? Có chuyện gì sao? Có chuyện gì? Hình như có âm thanh, có người tới. Hả? Chúng ta mau trốn đi. Được, nhanh lên. Đi. Nhanh. Tấn công Thiếu Lâm. 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 Không hay rồi, bọn chúng muốn tấn công Thiếu Lâm đó. Nếu như cha của Đại Ngưu trong tay bọn chúng, vậy rất có khả năng thúc ấy sẽ tới Thiếu Lâm. Tiểu Yến Tử, khinh công muội giỏi nhất, mau đi thông báo cho lãnh thổ. Ta đi thông báo với phương trưởng đại sư, chúng ta theo dõi Mạc Bá Thiên. Tấn công Thiếu Lâm. Nhưng là Phương Thế Ngọc, ta ngửi thấy trên người của hắn có mùi của thần thú. Đúng là thăm lại chốn cũ. Nhớ lúc đầu bị đặt ma ở đây, khiến ta đánh nhiều bại nhiều. Những tên phế vật các ngươi đã bị đánh bại dưới tay đám nhóc con và Phi Phong Hiệp. Một đám tiểu nhân các ngươi. Ra đây cho ta. Đã vậy còn có Phi Phong Hiệp bị điên này, đúng là không cần tốn công sức mà tự tìm tới. Hôm nay chính là ngày đoàn tụ của gia đình ba người các ngươi mà. Các ngươi không nhìn thấy ta. Không được làm hại Phi Phong Hiệp. Đường đường là một Phi Phong Hiệp, lại phải nhờ tới đám nhóc con này bảo vệ cho ngươi. Phương Thế Ngọc, ngươi cũng nên gọi Phi Phong Hiệp là cha chứ. Làm sao ngươi biết được? Trên đời này không có chuyện gì mà Mạc tướng quân ta không biết. Ta còn biết trên người ngươi còn có một con linh quy. Hả? Nếu như ngươi đã biết thì hãy bỏ đồ đao xuống, nếu không nhất định ta và Tiểu Linh sẽ đánh bại ngươi đó. Vậy à? Vậy ta muốn xem thử xem sao ngươi cứu mẹ ngươi bằng cách nào. Đi. Nhanh lên. Mẹ. Thế Ngọc, đi, đừng lo cho mẹ, dẫn cha con đi. Mạc Bá Thiên, mau thả mẹ của Thế Ngọc ra. Đây không phải công chúa khai tâm sao?
Công chúa. Thuộc hạ bái kiến công chúa điện hạ. Công chúa Khai Tâm thế là công chúa sao? Ngươi cũng ở Thiếu Lâm tự sao? Không phải ngươi đang tá túc ở nhà Võ Lâm Minh Chủ à? Ồ, đúng rồi đúng rồi. Nhà Võ Lâm Minh Chủ cũng bị Mạc Bá Thiên ta tiêu diệt mất rồi. Võ Lâm Minh Chủ còn quỳ xuống liếm chân ta nữa mà. Ngươi nói bậy, Minh Chủ bá bá không thể nào liếm chân cho ngươi đâu. Bây giờ bất kể là Thiếu Lâm tự hay là Võ Lâm Minh Chủ cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Bất kể hoàng huynh ngươi đưa tới nơi nào thì cũng đều là thiên hạ của Mạc Bá Thiên ta. Để ta nghĩ xem, nên đưa ngươi tới nơi nào để hòa thân, để ngươi mãi mãi không thể trở về. Mạc Bá Thiên, tên đại xấu xa nhà ngươi. Tốc độ. Ủa, người đâu? Người đâu? Chuyện gì vậy? Người đâu rồi? Người đâu? Người đâu? Ta muốn tận mắt chứng kiến thần lực của Quy Linh. Bây giờ tới lượt ta rồi. Phương Thế Ngọc, ngươi cho rằng ngươi rất nhanh, ma lực của ta càng nhanh. Hổ thuẫn. Cha. Mẹ. Cha. Cha. Mẹ. Tiểu Linh, qua đây. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả Ngọc. Thả Ngọc. Tiểu Linh cứ ta. Tiểu Linh. Thì ra là như vậy. Thì ra tượng đạt ma ở Thiếu Lâm tự. Tiểu Linh, bây giờ ta dùng ma pháp của ta biến ngươi thành ma thú. Tiểu Linh. Chủ Tiểu nhân. Linh. Tiểu Linh, mấy người bên kia luôn chống đối chủ nhân ta đây. Ngươi hãy diệt trừ toàn bộ chúng cho ta. Đúng rồi, không cần nhanh quá, như vậy thì không có vui vẻ gì. Ta muốn chúng cảm nhận được nỗi sợ hãi khi đối mặt cái chết. Dạ chủ nhân. Tiểu Linh, ngươi tỉnh lại đi. Tiểu Linh, ngươi tỉnh lại đi. Tiểu Linh, ngươi mau tỉnh lại. Tiểu Linh. Tiểu Linh. Tiểu Linh, biến. Chủ nhân, đây là pháo hoa ăn mừng ta chuẩn bị cho ngài, mời ngài đốt lửa. Ta rất thích ý tưởng này. Pháo hoa ăn mừng. Tiểu Linh qua đây. Phái người canh giữ pháo hoa này, phải tận mắt nhìn thấy cả nhà ba người họ bay lên trời. Còn nữa, công chúa và những đứa trẻ khác, tất cả thủ tiêu. Dạ. Tấn công Thiếu Lâm. Tấn công Thiếu Lâm. Tấn công Thiếu Lâm. Tấn công Thiếu Lâm. Mẹ mau tỉnh lại đi. Hai người, một người là Phi Phong Hiệp, một người là con hổ mẹ, bình thường đều vô cùng lợi hại. Hai người không thể gục ngã vào thời điểm quan trọng như vậy được. Minh Muội, Nữ Nữ, Võ Kiệt, bọn họ còn chờ hai người đi cứu họ đó. Ý, con nói con hổ mẹ, con nói ta sao? Ai là con hổ mẹ? Hả? Kêu muội đó, con hổ mẹ à? Muội, muội nói nè Phương Đức, ha, huynh là bị điên thật hay giả bộ điên vậy? Là điên thật đó. Nhưng mà sau đó tinh thần này không biết như thế nào,
thì nó từ từ khôi phục lại. Và sau đó vì để che giấu thân phận nên ta cũng giả dạng bị điên luôn. Phương Đức, huynh là một tên khốn. Ê, sao muội lại mắng ta chứ? Huynh có biết muội tìm huynh tìm tới cực khổ như thế nào không? Muội dọc theo bờ sông, muội luôn tìm kiếm mà không thấy, mới bị Đôn Hoàng Thất Sát bắt giữ đó. Ây cà, muội không có chút tin tưởng nào đối với năng lực của ta hả? Muội luôn đi tìm dọc theo con sông đó, muội không tìm được thi thể của ta, muội cũng phải nên đoán được là ta còn sống chứ. Trời ơi đại ca. Đầu của huynh để bên đó, huynh muốn muội nghĩ thế nào đây? Hả? Đại ca, muội không phải là con dung ở trong bụng của huynh. Đừng cãi nữa mà. Muội không tìm huynh thì làm sao đây? Ta nói đại tỷ, thiệt là muội, muội, ta luôn cảm thấy hai người chúng ta luôn hiểu ý với nhau. Tại sao lần này muội lại trở nên như vậy chứ? Muội, muội. Phương Đức, huynh nói muội ngốc sao? Vậy muội ngốc không phải là bởi vì huynh mới ngốc sao? Huynh có biết mọi người nói sinh một đứa con ngốc 3 năm. Hả? Huynh xem đi, mỗi ngày huynh đều ở bên ngoài không về nhà. Muội đi khắp nơi tìm huynh, tìm huynh tới cực khổ biết bao nhiêu. Huynh nói xem, huynh nói xem, chúng ta lâu rồi không gặp nhau, chúng ta còn có thể hiểu nhau sao? Ta làm sao mà nói với muội được chứ? Bây giờ là muội đang trách ta đó hả? Có đúng không vậy? Ê, muội không trách huynh thì làm sao đây? Huynh còn nói muội ngốc nữa. Huynh nói muội ngốc, muội không trách huynh thì làm sao đây? Ta nói cho muội nghe này Thúy Hoa. Ta luôn cứ cảm thấy muội là một người phụ nữ thấu tình đạt lý, là một con người rất hiểu lý lẽ đó. Tại sao trong giờ phút quan trọng này muội cứ luôn càm ràm ta như vậy? Bây giờ muội đã càm ràm xong chưa? Đừng cãi nhau nữa. Người lớn cãi nhau, con là trẻ con không được xen vào. Tại sao người lớn cứ luôn càm ràm ta như vậy? Không chịu nghe những lời nói của trẻ con vậy? Nếu hai người tiếp tục cãi thì chúng ta sẽ làm trò cái số thiệt đó. Tại sao muội có thể đối xử với ta như vậy được chứ? Muội như vậy nữa. Thế Ngọc à, Thế Ngọc, con bị sao vậy? Hả? Đương nhiên là nội thương đó, tức chết đi được. Người lớn các người chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Hai người mau nhìn đi, chúng ta bị trói trên một quả pháo lớn rồi. Nếu còn tiếp tục cãi nhau, chúng ta sẽ bay lên trời. Sau này cả cơ hội cãi nhau cũng không có nữa đâu. Phương Đức, huynh mau nghĩ cách gì đi. Dựa vào huynh cứu mẹ con muội đó. Ta nói muội, con hổ mẹ này cứ luôn cãi cãi cãi. Ta làm gì có thời gian mà nghĩ cách được nữa chứ. Để tới đây. Chuyện gì vậy? May là đệ vẫn còn giữ lại bình thuốc mê của nữ nữ. Lúc nãy đệ sợ muốn chết luôn. Khất Nhi, đệ trốn từ khi nào vậy? Xin lỗi Thế Ngọc, lúc nãy đệ sợ quá nên đệ trốn đi. Trốn rất hay, trốn rất hay. Nếu như đệ không trốn đi thì còn có ai tới cứu bọn ta chứ? Đúng vậy. Khất Nhi à, đối với việc trốn đi, có đôi lúc không có nghĩa là chúng ta không dũng cảm, mà là một loại tượng trưng của trí tuệ đó. Hả? Đúng đó, đúng đó. Ở trên núi cao không sợ không có củi đốt. Khất Nhi, một nhà ba người chúng ta dựa vào con cứu đó. Vậy mọi người đợi con một lát, con đi lấy ít nước. Ê, sao lại không được? Sao lại không được? Xem ra là bởi vì lửa này là ma quả cho nên không có tác dụng. Hả? Khất Nhi, con đi lấy dao và cởi trói cho mọi người trước. Đúng vậy, dùng dao. Cũng vô dụng thôi. Xem ra nguyên nhân là bởi vì ma lực đó. Làm sao đây, làm sao đây? Khất Nhi, con đã cố hết sức rồi. Mẹ nuôi. Xem ra thật sự vô dụng rồi. Khất Nhi, không sao, chúng ta tự mình nghĩ cách. Đúng vậy Khất Nhi, không có sao đâu ha. Con yên tâm đi cứu họ đi. Con đừng có quên, ta chính là Phi Phong Hiệp. Con cứ yên tâm đi. Minh Muội, Nữ Nữ, Tiểu Kiệt còn đang đợi để giải cứu đó, đừng lo cho bọn ta. Bọn chúng có 3 người lại còn có đau, đệ sợ lắm. Khất Nhi, không sao đâu, lấy hết những tuyệt chiêu mà sư phụ dạy đệ. Đệ là con trai nuôi của Phi Phong Hiệp mà, chắc chắn đệ có thể làm được. Huynh nói đúng lắm, đệ là con trai nuôi của Phi Phong Hiệp mà, chắc chắn đệ có thể. Đệ không để cho ông ấy mất mặt. Vậy đệ đi đây. Đi đi hả? Đi đi. Đệ đi đây. Cha, mẹ, hai người có cách gì không? Đương nhiên không là không có. Xem ra thật sự không có cách gì rồi. Cha không nói như vậy, vậy Khất Nhi có yên tâm đi cứu Hồng Võ Kiệt, Minh Muội và cả Nữ Nữ không chứ? Thúy Hoa, xin lỗi muội. Mấy năm nay ta không nên rời xa hai mẹ con muội. Chưa kể tới
không có chăm sóc cho hai mẹ con muội, nói gì tới chuyện là một người cha tốt chứ. Một nhà ba người chúng ta không dễ dàng gì đoàn tụ, không ngờ lại đoàn tụ trong trường hợp như vậy. Đại đức, huynh cũng không nên tự trách mình. Xưa nay trung nghĩa khó vẹn toàn, tuy là trong lòng muội có rất nhiều oán trách đối với huynh, nhưng mà muội với Thế Ngọc luôn luôn cổ vũ cho huynh đó. Điện Tam Thánh. Đáng ghét, manh mối bị đặt ma rốt cuộc đang ở đâu? Thiếu Lâm tự chắc sẽ có bản đồ hay là kinh thư gì đó. Là ai? Hả? Đại Minh, chẳng trách rồi đến nay ngươi vẫn chưa hiểu. Lão già trọc, ông cho rằng ta thật lòng muốn vào Thiếu Lâm sao? Thật ra ta tới để tìm Bi Đạt Ma. Nếu đã tìm không ra manh mối Bi Đạt Ma, sau này ta sẽ còn trở lại Thiếu Lâm tự để tìm Bi Đạt Ma. Trí Thiện, ta từng nói nhất định sẽ tới Thiếu Lâm tự để lấy Bi Đạt Ma. A Di Đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu mới là bờ. Ta kinh, chỉ cần có được Bi Đạt Ma mới có thể có được thế giới mà ta mong muốn. Trí Thiện, mau giao Bi Đạt Ma đó. Nếu gieo nhân nào thì ắt gặt quả đó Đại Minh. Bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp, không ai muốn vào con đường không quay đầu lại được đâu. Nực cười, bây giờ ta quay đầu mới là vạn kiếp bất phục. Không sao, ông không giao Bi Đạt Ma, ta sẽ tự mình có cách đi tìm. Xem đi. Tiểu Linh, tội lỗi, tội lỗi. Mạc Bá Thiên, sao ngươi lại biến Tiểu Linh trở thành ma thú hả? Vậy Phương Thế Ngọc đâu? Ông đang nói Thiên Mệnh thiếu niên đó sao? Phương Thế Ngọc là Thiên Mệnh thiếu niên. Ta sớm đã cho nó đi Tây Thiên rồi. Một nhà ba người bọn chúng, bây giờ nói không chừng đã chơi mạt chược với Như Lai và tổ tiên của mình rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Là lỗi của ta, là lỗi của ta mà. Tiểu Linh, hãy đi tìm cho ra Bia Đạt Ma cho ta, nghe chưa? Dạ. Trí Thiện, nói mau, làm sao để Bia Đạt Ma xuất hiện? Ta không nói. Không nói, ta sẽ giết sạch đệ tử Thiếu Lâm tự các ngươi. Thật là quá đáng mà. Bổn tướng quân không phí thời gian với các ngươi. Ban đầu Bi Đạt Ma khai quật tại Ngũ Như Phong, tổ tiên cùng Nhất Đăng đại sư cũng đối đầu tại đỉnh Ngũ Như Phong. Hôm nay ta muốn tất cả mọi thứ đều được kết thúc tại đỉnh Ngũ Như Phong, rửa nhục báo thù. Trí Thiện, nếu ông đi với ta, ta sẽ tha mạng cho đệ tử Thiếu Lâm các ngươi. Hả? Phương trưởng, tuyệt đối ông không thể đúng vậy. Phim được dịch và lồng tiếng Phương trưởng, tuyệt đối không đừng đi. A Di Đà Phật. Năm xưa ta thả ngươi ra khỏi Thiếu Lâm, đó là nhân do ta trồng, nên quả hôm nay do ta phải tự hai vậy. Ta không xuống địa ngục còn ai xuống chứ? Mạc Bá Thiên, một lời nói ra như đinh đóng cột. Ta đi theo ngươi, ngươi hãy thả hết đệ tử Thiếu Lâm ra đi. Được, ông đi cho ta. Đừng. Phương trưởng. Phương trưởng. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu Phương trưởng đại sư ra, bảo vệ Bi Đạt Ma. Đuổi kịp. Thiên Đầu Đại Ngưu Đồng Thiên Tân, đi theo ta. Tiểu Yến Tử đừng để tụt lại. Chúng ta đi. Ừ.
Nè các con, nguy hiểm. Tụi con là chiến đội Thiên Long, sợ nguy hiểm thì không phải là đệ tử Thiếu Lâm. Đúng. Không không sư phụ, đại cước sư phụ, hai sư phụ nghỉ ngơi chút đi, cứ để tụi con. Được. Bắn không được cái gì. Ê, đây là gì vậy chứ? Sao mà dính cứng ngắc vậy? Cha, thì ra binh khí dân sư phụ cho có tác dụng như vậy. Hèn gì tỷ ấy nói binh khí của con kết hợp với thiết thư uy lực càng lớn hơn. Món đồ của sở cô nương quả nhiên lợi hại. Các con đều cố gắng như vậy, chúng ta cũng không thể thua sút được. Lão đại, để tôi. Lão đại, chặt không đứt, làm sao đây? Đánh chết bọn chúng cho ta. Dạ. Các ngươi tới rồi. Không được bắt nạt người của chúng ta. Bây giờ bọn nhóc các ngươi thật mạnh miệng ha. Các ngươi tưởng rằng đánh bại được bọn ta hả? Vậy là do các ngươi không biết sự lợi hại của chiến đội Thiên Long. Đúng. Vậy ai đánh ta? Người đánh ta, người đánh ta. Phải rồi, vậy còn Thế Ngọc sao không thấy tới? Thế Ngọc huynh ấy hy sinh rồi. Cái gì? Phương Thế Ngọc sẽ không chết đâu. Đúng vậy. Đại cước sư phụ, chuyện ở chỗ này giao cho sư phụ. Tụi con đi tìm Thế Ngọc đây. Được, tụi con đi. Đi thôi. Qua đây. Cha, mẹ, hai người đi Thiếu Lâm tự. Bây giờ con đi tìm Thất Nhi, cứu bọn họ ra. Được rồi, con đi. Con phải cẩn thận đó. Dạ, con đi đây. Thế Ngọc. Ta không phải là ma, ta là người. Trời ơi, tay của ta còn ấm mà. Còn ấm thiệt nè. Phương Thế Ngọc thật sự là ngươi hả? Thế Ngọc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao để đệ xuống chút bị dọa tè ra quần luôn nè. Huynh còn tưởng rằng huynh nhất định toi đời rồi chứ. Cha mẹ cũng không nghĩ ra cách nào để thoát ra hết. Sau đó đã xảy ra kỳ tích đó. Kỳ tích sao? Cả đời này chúng ta vẫn phải ở bên cạnh nhau. Đúng, cả đời này chúng ta vẫn là người một nhà. Phải, cả đời này chúng ta vẫn muốn trở thành người một nhà. Mãi mãi không lìa xa. Mãi mãi không lìa xa. Mãi mãi không lìa xa. Cái gì vậy? Sao cứ bay tới bay lui hoài vậy? Đây là cái gì? Là trân châu của con, làm từ mai rùa của Tiểu Linh đó. Làm sợ muốn chết. Chúng ta được cứu rồi. Không sao rồi. Trân châu lại hấp thụ được năng lượng mới. Là tình yêu. Lão gia từng nói còn có một loại năng lượng là tình yêu. Có lẽ đó chính là tình yêu cha mẹ dành cho con, làm con nhận được năng lượng cuối cùng. Thật là đứa con ngoan của mẹ. Đúng rồi, Tiểu Linh đã bị bắt, bị Mạc Bá Thiên ma hóa, biến thành ma thú rồi. Hả? Cái gì? Tiểu Linh đáng yêu như vậy sao có thể bị ma hóa thành ma thú? Đi, chúng ta đi cứu đúng nó vậy. Lần này
Phương gia chúng ta sẽ liên thủ tấn công. Đúng, xử lý hết bọn xấu xa đó, cho chúng hồi hương. Có điều con bị nội thương, chỉ cần giận công ngực của con sẽ đau lắm. Thế Ngọc, con quên dịch cân kinh rồi sao? Dạ, vậy con trị trước một lát. Được, cha mẹ sẽ cùng giúp con. Cùng giúp con nha. Nào. Chính là vậy đó, cha mẹ giúp ta dẫn công trị thương, bây giờ ta không còn gì đáng ngại nữa. Dịch cân kinh quả thực rất lợi hại, cộng thêm sự giúp đỡ của cha mẹ, công lực của ta đã tăng lên rất là nhiều, cho nên bây giờ mới đuổi kịp mọi người đó. Bây giờ ta đi cứu Tiểu Linh, diệt trừ Mạn Bá Thiên, giành lại bia đạt ma. Được. Đi thôi. Sao cái miệng thú dữ vậy? Các ngươi lâu rồi không đánh tranh sao? Phu nhân, cho bọn chúng biết cái gì gọi là hơi thở thơm mát đi phu nhân. Được. Tránh ra. Mọi người xem, nhiều ma binh quá. Mẹ, Thiên Đậu Đại Ngưu nguy hiểm. Thiên Đậu Đại Ngưu, cha mẹ các ngươi đã biến thành ma binh, bị ma thạch khống chế rồi, không nhận ra được các ngươi nữa đâu. Chỉ có phá hủy ma thạch mới có thể cứu được mọi người. Võ Kiệt, đó không phải cha đệ sao? Cái gì? Cha. Võ Kiệt, từ từ, chúng ta phải cùng Thế Ngọc phá quỷ ma thành mới có thể cứu cha mẹ các ngươi ra. Đúng. Tiểu Hổ à? Dạ. Phương Trượng bị Mạc Bá Thiên bắt lên Vũ Dương Phong rồi. Các con mau đi giải cứu Phương Trượng, ở đây để bọn ta lo. Lôi lão gia, ở đây giao cho ông đó. Bây giờ tụi con đi cứu Phương Trượng đại sư nha. Đi mau đi mau. Cẩn thận đó. Mau lên. Lão Hòa Thượng, nói mau, làm sao để bi đặc ma xuất hiện ra ngoài từ chỗ này? A-di-đà-phật, tất cả chỉ là hư ảo, mắt thấy chưa chắc là thật. Bi đặc ma thật sự chưa từng xuất hiện. Lão Hòa Thượng, ông đang giỡn với ta đúng không? Ông đang khiêu khích giới hạn tà ác của ta đúng không? Được, ông không nói, ta sẽ thiêu chết ông, rồi biến ông thành xá lợi. Quán tự tại Bồ Tát, hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiêu kiên ngũ quẩn giai công, độ nhất thiết khổ ách, xa lợi tử, sắc bất dị không. Ông đừng nói không nữa. Không bất dị sắc. Đừng tiếp tục sắc nói nữa. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Họ tưởng hành thức, diệt phục như thị, xa lợi tử. Thị chư pháp không tương, bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Chỉ chờ ngươi xuất hiện. Tiểu Linh, biến thành ma thú, lên cho ta. Dạ. Đánh bại nó, báo thù cho ta. Lần này tướng quân nhất định phải có được bia đặc ma, khiến Thiên Mệnh thiếu niên, Phi Phong Hiệp và mấy kẻ chuyên ngán đường tiễn tất cả về trời hết. Lần này chắc chắn là được.
Chuyện gì vậy? Không có thì huynh khều ta làm gì? Huynh khều ta làm cái gì? Ai khều ngươi chứ? Vậy còn ai ở đây đâu? Thứ lỗi nha, để các ngươi thất vọng rồi. Phương Thế Ngọc ta đã quay trở lại. Hai vị tướng quân có còn nhận ra ta là ai không? Công chúa điện hạ tha mạng. Công chúa. Coi như các ngươi thất thời. Đợi sau khi bắt được Mạc tướng quân, ta sẽ nói với ca ca thái tử của ta một tiếng, tha mạng cho hai ngươi. Mau giải quyết cho bọn ta đi. Được rồi, hai ngươi có thể đi. Tạ công chúa. Wow, thật sự là công chúa hả? Thế Ngọc, có thật đây là công chúa không? Không ngờ đúng không? Lúc ta biết chuyện này cũng hết hồn luôn đó. Hay công chúa. Miễn lễ. Tạ công chúa. Thật sự là công chúa hả? Không biết phía Mặt tướng quân sao rồi nữa. Ở đây có gì đáng canh giữ chứ? Thiếu Lâm tự có ma binh canh giữ, bọn chúng làm sao lên được? Đề phòng thôi mà. Không tận mắt nhìn thấy Phi Phong Hiệp và Thiên Mệnh thiếu niên bay lên trời á, trong lòng ta cứ luôn cảm thấy không thoải mái. Phi Phong Hiệp là kẻ thù chung của Hắc Đạo, có ai mà không muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị treo lên chứ? Là các ngươi không có cơ hội đó đâu. Thiên Mệnh thiếu niên vậy mà vẫn chưa chết sao? Sao đó lại chưa chết chứ? Là Tiểu Linh, ta phải đi cứu Tiểu Linh. Thế Ngọc, ngươi yên tâm, bà tên yêu tăng này cứ giao cho bọn ta là được rồi. Ngươi đi đi. Tiểu tử mập này khẩu khí lớn lắm. Thế Ngọc, huynh yên tâm, ở đây cứ giao cho bọn đệ. Ta biết rồi. Đi. Được, ta đi ngay, mọi người nhớ cẩn thận được, đó. Được. Mình lại trở về chỗ này rồi. Phương trưởng đại sư, Tiểu Linh. A-di-đà-phật. Tiểu Linh, ngươi mau tỉnh lại đi. Đây chính là nhà của ngươi mà. Mấy thứ này đều là người nhà của ngươi. Đừng tàn nhẫn nữa, đừng có dẫm nữa mà. Quỷ. Ta không phải là ma quỷ, ta là thần tiên. Bây giờ thần tiên sẽ tiêu diệt đám yêu ma quỷ quái bọn ngươi. Phương gia bách hoa quy. Còn lợi hại hơn hồ lô của ta nữa. Mau đi đi. Chạy mau lên. Wow. Đại hiệp, hai vị. Phải đó, rốt cuộc hai vị đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này khó giải thích với mọi người, lần sau sẽ kể cho mọi người nghe. Hai vị sư phụ vẫn khỏe chứ? Không sao. Chúng ta về Thiếu Lâm tự trước đi. Được. Đi. Phương Thế Ngọc, ngươi vẫn chưa chết. A Di Đà Phật. Lão Hòa Thượng, ngươi đã sớm biết Phương Thế Ngọc vẫn chưa chết đúng không? Tuệ Minh, số trời khó chống lại, ngươi mau dừng tay đi. Ta không tin. Thành bại do ngươi. Tiểu Linh, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau giết chết Phương Thế Ngọc đi. Rõ. Tiểu Linh, ngươi mau tỉnh lại đi. Ta biết rõ ngươi không muốn làm hại người nhà của mình đâu mà. Tiểu Linh. Tiểu Linh, tiến quá đi.
phim được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Bi đặc ma, bi đặc ma của ta. Bi đặc ma biến mất rồi. Phương Thế Ngọc, Mạc Bá Thiên, ta sẽ không để người cướp mất bia đặc ma đâu. Thật không ngờ trận quyết chiến cuối cùng là ta và ngươi. Ta còn tưởng đâu là đấu với cha ngươi. Cha ta lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Ồ, khẩu khí của ngươi lớn lắm, ta rất thích ngươi. Chỉ bằng ngươi hãy quy thuận về ta, ta sẽ cho ngươi tận hưởng vinh hoa phú quý. Xin thứ lỗi, mẹ ta nói rồi, tiền không biết rõ nguồn gốc thì không được lấy. Nếu như nhận lấy sẽ ngủ không ngon giấc, không có cao được đâu. Vậy đúng là quá đáng tiếc rồi. Ta chỉ đành trừ khử ngươi thôi. Ta cũng cảm thấy rất tiếc cho ngươi. Nếu như công phu của ngươi có thể dùng vào việc tốt, chắc chắn sẽ còn gian danh hơn cả cha ta. Vậy thì hãy thử đi. Hay là dùng cách con nít của bọn mình đi. Đổ càng khôn. Chúng ta mau thu dọn binh khí đi. Được. Chúng ta đi chi viện cho Phương Thế Ngọc. Được. Đây là đâu vậy? Đây là đâu vậy? Phương trưởng đại sư nhìn lạ quá. Phương trưởng đại sư không sao, chỉ là bị ma chương trói mình có hơi yếu ớt một chút. Phương trưởng đại sư, ma đầu ở đâu? Ở kìa. Hả? Đây gọi là ma cao nhất trưởng. Cái gì gọi là ta không thể thắng chính, chỉ là gạt trẻ con thôi. Cha của ngươi hiểu rất rõ ràng hắc ám của thế giới bên ngoài. Phương trưởng đại sư từng nói tướng do tâm sinh. Ở trên đời này không hề có hắc ám, chỉ có hắc ám trong lòng ngươi. Ta và các bằng hữu của ta cùng chơi trò chơi, cùng ăn với nhau, cùng đi luyện công, cùng chọc ghẹo sư phụ. Chọc ghẹo? Cùng nhau bị phạt, cùng bị đuổi khỏi sư môn, cùng nhau trở về Thiếu Lâm. Tất cả mọi thứ vui vẻ cỡ nào, nhưng ngươi mãi mãi sẽ không thể hiểu được đâu. Ta không thèm hiểu. Ta vĩnh viễn cũng không thắng nổi Phương Thế Ngọc, chỉ có thể thắng về mặt cân nặng thôi. Cao thủ giao đấu quả nhiên hoàn toàn không nhìn thấy gì. Đáng tiếc chúng ta không giúp được gì. Ai đúng nói vậy? Chắc có thể cổ vũ, cổ vũ cũng là sức mạnh. Nghe rõ chưa? Các bằng hữu của ta, bằng hữu chiến đấu của ta ngay lúc này còn ở bên cạnh ta kìa. Còn người của ngươi, toàn bộ đều bị bọn ta đánh bại, bỏ chạy hết rồi. Ta mạnh mẽ như vậy, vốn không cần bằng hữu. Ngươi sai rồi, nếu như ngươi có bằng hữu mới giúp cho ngươi mạnh mẽ hơn. Thôi. Võ Kiệt, Thất Nhi, Lôi Tiểu Hổ, Đổng Kim Tân, Đại Ngưu, Hiên Đậu, Minh Muội, Nữ Nữ, Tiểu Yến Tử, mọi người mau dùng sức mạnh cho ta mượn đi. Tiểu tử thúi, bổn tướng quân không sợ ngươi. Ha!
mau cứu hắn. Thái Ngọc, mọi người đi theo tôi. Được. Được. Tại sao lại cứu ta? Không lý do gì hết. Không cứu thì ngươi sẽ chết mà. Mạc Bá Thiên, người muốn làm thiên hạ đệ nhất, muốn có nhiều người yêu mến, người có thể làm đại hiệp. Dù không làm được thiên hạ đệ nhất cũng được mọi người kính trọng. Có vô số người yêu mến người, người có thể suy nghĩ xem sao. Mọi người cố lên. Vì trên người hắn có ma giáp, hơn nữa nghiệp chướng đang trói buộc rồi. Trứng ma dương thuần khiết trong sáng. Cuối cùng ta cũng hiểu. Cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Ta sai rồi. Chắc chắn ta sẽ tìm được vật chủ khác. Ta bị làm sao vậy? Tại sao thoát y ma giáp ta lại cảm thấy càng thoải mái hơn? Đại sư, trước giờ ta chưa từng thấy thoải mái như vậy. Tuệ Minh, bởi vì bây giờ ngươi đã hoàn toàn buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật rồi. A-di-đà-phật. Thái Ngọc, đa tạ huynh giúp tôi đạt được tiến hóa cuối cùng. Tôi phải về Long tộc báo cáo, không thể ở lại nhân gian. Tiểu Linh, ngươi thật sự phải đi sao? Vĩnh viễn không thể quay trở lại hả? Xin lỗi nha Thái Ngọc, Long tộc không thể ở lại nhân gian. Tiểu Linh, ta sẽ nhớ người lắm. Thái Ngọc, tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người. Tiểu Linh, tạm biệt. Tạm biệt. Tiểu Linh, tạm biệt. Tạm biệt. Tiểu Linh, tạm biệt. Tạm biệt. Tuệ Minh nè, người có muốn biết bí mật của Bì Đạt Ma không? Đại sư, gia tộc Mạc Thị ta trăm năm qua luôn bị ám ảnh bởi chấp niệm này. Tuệ Minh không có trí tuệ, không có tuệ căn, càng không có tư cách biết được bí mật của Bi Đạt Ma. Không sao, không sao hết. Tuệ Minh, đứng dậy đi. Nè các con, hãy cùng tới xem thử Bi Đạt Ma. Những giả vô địch. 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 Tốt quá rồi. Con trai à, con rất giỏi đó. Mình bây giờ con đã chính thức quy y cửa Phật, cần phải tuân thủ giới luật. Phim được dịch và lồng tiếng tại cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm uống rượu, cấm dục vọng. Bắt đầu từ nay, con chính là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự ta, phải kế thừa giới luật của Thiếu Lâm tự ta, tiếp nối võ thuật của Thiếu Lâm tự ta. Tuệ Minh đã hiểu. Cảm tạ sư phụ. Đứng dậy đi. A Di Đà Phật. Tàu chủ, huynh muốn đi đâu vậy? Ta không mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Huynh nói cái gì vậy?
Phương trưởng nói rồi, cánh cửa của Thiếu Lâm tự sẽ luôn mở chào đón huynh. Chỉ cần huynh hối cải, bọn ta đều luôn hoan nghênh huynh quay lại. Sư phụ không cần lỗi, có người không ở lại sẽ không ai trị nổi bọn con đâu. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Sư phụ cầm giỏi. Phương Thế Ngọc, Hồ Khất Nhi, Đổng Kim Tân, Lôi Tiểu Hổ, Thiên Đậu, Hồng Gió Kiệt, Nữ Nữ, Tiểu Yến Tử, Minh Muội, Đại Ngưu, các ngươi có công trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, mang lại sức mạnh thật sự cho thế giới này. Còn Mạc tướng quân, có tuệ minh. Mạc tướng quân, mặc dù ngươi đã cải tà quy chính, nhưng dây cánh của ngươi vẫn còn, cho nên tuệ minh đã mang đến tai họa cho hoàng thượng và cả thiên hạ. Cho nên vẫn cần có lực lượng của thiếu niên đội Thiên Long. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi trở thành thành viên của tiểu thần cơ doanh, sắp tới vào kinh thành nhậm chức. Tôn chỉ. Bình thân. Phương Thế Ngọc, đây là lệnh bài của ngươi. Tâm Tâm, muội thật sự không về cung, muốn ở lại tiểu thần cơ doanh sao? Như vậy rất là nguy hiểm. Người nói gì vậy? Muội là con gái của Võ Lâm Minh Chủ, Minh Muội, muội không phải Tâm Tâm gì hết. Tâm Tâm. Phương Thế Ngọc, ngươi cũng chính là đội trưởng của thần cơ doanh, Tâm Tâm trông cậy ngươi chăm sóc. À, tôi không dám đâu, tỷ ấy sẽ đánh tôi. Phương Thế Ngọc, vừa nói gì đó, muốn bị chém đầu sao? Cha, mẹ. Cha, mẹ, sau này con không phải là tiểu hiệp nữa mà là đại hiệp. Đúng vậy.